Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Vâng, một bản tin rất là quen thuộc vào tối thứ sáu hàng tuần. Để chúng ta đi phân tích đánh giá lại toàn bộ kịch bản thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ view lại tất cả các mã cổ phiếu cơ bản nhất, những mã cổ phiếu có thể nói là tốt nhất, tối ưu nhất dưới góc nhìn của Hùng Lê. Đó, dưới góc nhìn của Hùng Lê. Và sau đó sẽ đi cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài ý để trao đổi về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì kết thúc phiên giao dịch tuần trước ngày mùng 2 tháng 10 thì Hùng Lê đã ra bản tin video số 124 phân tích thị trường chứng khoán từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 10. Trong đó thì cũng có nói đến các cái vùng kháng cự cũng như các cái vùng hỗ trợ của thị trường chung để chúng ta có những cái góc nhìn, có những cái nhận định để trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch để có những cái kiến thức tham khảo cơ bản nhất đó để chúng ta có thể xem. Thì Hùng nhắc lại một tí nữa, tức là rất nhiều những anh chị em có hỏi Hùng là đăng ký cái team cộng đồng như thế nào, thì hiện tại là Hùng Lê đã có 3 room cộng đồng R9, R8, và hiện tại room R9 và R8 thì cái lượng thành viên nó là tương đối lớn rồi và tương đối đầy. Thì Hùng tiếp tục mở cái room R7 ở đây, thì các anh chị có thể tham gia theo cái đường link này, đó. Thì các anh chị chỉ cần bấm vào dưới phần thông tin liên hệ ở dưới các cái bản tin hàng tuần thì Hùng đều đặt ở đây, và khi nào mà cái room nào nó đầy á thì Hùng sẽ chuyển sang room R6. Đó, thì chúng ta cứ lần lượt như vậy. Bỗng lên lưu ý thêm một cái nữa, đó là các anh chị broker thì chúng ta vào room thì chúng ta vui lòng là chúng ta không kết bạn trong thành viên ở trong room. Chúng ta vào room của Hùng Lê để nhận thêm những cái thông tin tham khảo Hùng Lê. Đó, hàng ngày thì Hùng có thể có những cái phân tích về thị trường, về cổ phiếu, thì các anh chị có thể tham khảo những cái đó. Nếu các anh chị cảm thấy đúng, cảm thấy ok thì các anh chị phân tích lại, biến hóa lại và chia sẻ lên ở cái cộng đồng mà các anh chị đang quản lý. Đó, đấy cũng là một cái câu chuyện rất là nhân văn. Đó, niềm vui thì nhân đôi mà nỗi buồn thì chia nửa. Đó, Hùng Lê có được những cái phân tích như vậy thì có thể nó đúng, có thể nó sai, và các anh chị sẽ gạn lọc lại những cái gì mà hay nhất, các anh chị cho thấy là hay nhất thì các anh chị lại truyền những cái thông tin đó cho cộng đồng các anh chị đang quản lý. Thì các anh chị đừng có kết bạn chéo, tại vì là Hùng thấy là rất nhiều các anh chị có những cái kết bạn chéo trong đó thì chúng ta không nên làm cái việc đó. Ok. Ở bản tin video số 124 thì Hùng đã có tóm tắt lại tất cả những cái câu chuyện về thị trường. Đó, thì ý thứ nhất đó là về cái yếu tố ngoại vi, đó là thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường châu Á thì vẫn có những cái diễn biến khá là khó lường, và chúng ta phải rất là bình tĩnh, rất là cẩn trọng và rất là tỉnh táo để tránh lặp lại các cái trạng thái tương tự như phiên giao dịch ngày thứ sáu. Ở phiên giao dịch ngày thứ sáu là rất nhiều, cam đoan với các anh chị luôn, là rất nhiều các anh chị đặt lệnh bán tháo, bán tống, bán sàn, và lúc mà các anh chị trong một cái trạng thái tinh thần nó không được tỉnh táo nhất thì chúng ta sẽ sai nhiều nhất, chúng ta sẽ bán với giá cổ phiếu rẻ nhất, và các anh chị thấy là rào trong khoảng tầm độ 10 đến 15 phút cổ phiếu bị đẩy xuống một cái mức giá thậm chí gần sàn và sau đó thì rút chân lên, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta tránh gặp những cái trường hợp như vậy. Cái thứ hai nữa là Hùng có đánh giá lại cái kết phiên giao dịch ngày thứ sáu, VN Index mất 0,48 0,48%. VN30 mất 0,7% thì đây là một con số rất hợp lý. Đó, và trong cái phiên giao dịch tối ngày thứ sáu tuần trước thì chỉ số Dow Jones cũng mất 0,48% thôi. Đó, thì chính vì như vậy nên là thị trường chứng khoán của Việt Nam nó sẽ phản ánh đúng cái nội tại của thị trường, còn những cái thông tin ở bên ngoài đấy là những cái thông tin mà đội nhóm, đội tạo lập sẽ sử dụng để bằng những cái hành vi, bằng những cái mục đích của người ta, nên là chúng ta phải hết sức bình tĩnh và phải có một cái tâm lý rất là ổn định đấy trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Còn trên nhìn trên các cái ý đồ tạo lập chung của thị trường thì VN Index giao dịch khá tốt, hai tuần là 880 điểm để break lên vùng 900 điểm, và sau đó thì lại có tiếp 2 tuần để VN Index của chúng ta ổn định ở trên vùng 900 điểm. Đây, 2 tuần giao dịch ổn định ở vùng 880 điểm và 2 tuần giao dịch ở vùng ổn định trên vùng 900 điểm. Đó. Thì đấy là những cái yếu tố tiền đề để giúp cho chúng ta dự báo cái xu thế thị trường chung của tiếp theo. Cùng với đó thì VN30 và phái sinh thì ổn định, rất là ổn định ở trên vùng 845 điểm đến 848 điểm.
Các cái yếu tố kiểm soát bệnh dịch tại Việt Nam thúc đẩy tiêu dùng nội địa từng bước mở lại các cái đường bay rồi xuất khẩu, thì chúng ta cũng có thể thấy cái bức tranh GDP của đất nước chúng ta, của đất nước hình chữ S chúng ta, thì theo cái dự báo thì khả năng nó sẽ rơi vào cái đáy, nó đã nằm ở quý 2. Nó cũng song trùng với cái câu chuyện là thị trường chứng khoán Việt Nam nó cũng rơi tõm xuống một phát ở quý 2. Và đây có thể là đáy của thị trường ở trong cái thời điểm ngắn hạn, và sau đó thì GDP quý 3 đã lên mức đâu đó Hùng không nhớ lắm, khoảng 2,6, và dự báo thì cái bức tranh vĩ mô của quý 4 của chúng ta sẽ có những cái điều nó tốt đẹp hơn. Đó, rồi. Ý thêm một ý nữa là trên cái góc độ về dòng tiền thì hiện tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có các cái hoạt động về hỗ trợ hạ lãi suất huy động để hỗ trợ doanh nghiệp, thì cái câu chuyện này nó sẽ tác động đến cái lượng tiền nhàn rỗi ở trong người dân như thế nào. Chắc chắn là người dân sẽ tìm thêm những cái kênh đầu tư mới, ví dụ như là đầu tư về chứng khoán, đầu tư về bất động sản, đầu tư về vàng. Đó, thế thì bất động sản thì cần rất nhiều tiền, vàng thì cũng tạm ổn, có thể có một vài trăm triệu thì có thể đầu tư vàng, đúng không? Và chứng khoán thì là một cái bộ môn nó thanh khoản rất là tốt. Đó, chúng ta đầu tư lướt nhanh thì rất có thể là một cái dòng tiền lớn, một cái dòng tiền nhàn rỗi ở trong người dân sẽ tập trung vào kênh chứng khoán. Thì đấy là những cái yếu tố kỳ vọng để giúp cho thị trường của chúng ta có thêm dòng tiền, có thêm động lực. Rồi, tiếp một cái ý nữa đó là cũng có chia sẻ đến thị trường chung của chúng ta thì bắt đầu bước vào những cái vùng nó nhạy cảm, những cái vùng kháng cự mạnh. Những cái vùng kháng cự mạnh đó thì chúng ta sẽ tí nữa ông sẽ nói đó là gì. Một vùng hỗ trợ thì VN Index tiếp tục của chúng ta tiếp tục có vùng hỗ trợ cứng, đó là 900 đến 910 điểm. VN 30 và phái sinh ở mốc 845 điểm đến 848 điểm, và kháng cự của chỉ số phái sinh cũng như chỉ số VN 30 nó sẽ ở vào vùng 870 điểm. Đây, vùng 870 điểm, và cái vùng một hình chữ nhật mà Hùng vẽ đây là vùng 870 điểm đến vùng 880 điểm. Đó, chỉ số phái sinh thì các anh chị thấy đây, cái vùng kháng cự 870, và gần như là trong tuần thì chỉ số này đi khá là sát ở biên trên này, và mỗi lần chạm biên này thì bị dội lại. Thì đối với chỉ số phái sinh thì Hùng sẽ phân tích ở trên góc độ nến M5, thường Hùng sẽ nhìn nến M1 và nến M5. Thì chúng ta thấy rằng là đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong tuần thì gần như những cái phiên giao dịch gần cuối tuần thì Hùng nhận thấy rằng là cái biên hỗ trợ của chỉ số này ở vùng 864 đến vùng 865 điểm, và vùng kháng cự thì vẫn ở vùng 871 đến vùng 872 điểm đây. Đó, thì phái sinh thì chúng ta cũng nói chung dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng khó. Nếu như chúng ta có một cái nền tảng phân tích tốt về kỹ thuật thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh phái sinh. Đó, và chúng ta cứ chọn những cái điểm hỗ trợ, nói chung là kênh sóng thì đối với phái sinh nó là như vậy. Thì đấy là tất cả những cái diễn biến tình hình thị trường trong tuần vừa qua, và bây giờ thì chúng ta sẽ không mất thời gian để chúng ta sẽ đi tập trung để chúng ta view cổ phiếu, bởi vì là cái bản tin của chúng ta là trong một tiếng, khoảng hơn một tiếng 30 phút một tí, thì Hùng Lê sẽ cố gắng trong cái khả năng của mình sẽ truyền tải được hết tất cả các cái mã cổ phiếu nó tốt nhất, nó tối ưu nhất đến cho cộng đồng nhà đầu tư, cho anh chị của chúng ta. Và Hùng cũng lưu ý lại đó là tất cả những góc nhìn đó là góc nhìn của Hùng, thì các anh chị có thể tham khảo trong cái quyết định đầu tư của mình. Ok. Đối với VIX, vùng hỗ trợ của VIX trong thời điểm hiện tại là 90 đến 92, và kháng cự là vùng 95 đến vùng 96, và khả năng VIX thì đang có những điểm đánh ngang ở trong cái biên này thôi. Và với xu hướng hiện tại đây, khi mà chạm về vùng hỗ trợ thì VIX cũng đã có những cái điểm căn lên căn xuống, thì đối với quan điểm hiện tại của Hùng thì VIX sẽ chạy ở trong cái biên này và cũng chưa có nhiều động lực. Còn anh chị thì có thể, nếu yêu thích cổ phiếu VIX thì có thể chọn hỗ trợ để chúng ta mua và chọn kháng cự để chúng ta bán. Vinhome thì ở đây chúng ta cũng không có nhiều các cái động lực ở đây. Vùng hỗ trợ ở khoảng vùng 75 và vùng kháng cự ở đây đó là vùng 77.5 đến vùng 80, và hiện tại thì với dòng tiền đi cũng khá là chậm, tín hiệu dòng tiền đi ngang, thì Vinhome cũng chưa rõ nét cái xu thế, chưa rõ nét cái xu thế và xu hướng, có thể là vẫn tiếp tục có những cái trạng thái lình xình đi ngang ở quanh vùng 77. VRE ở đây chúng ta xem nào, VRE là có tín hiệu hồi, không biết là trong tuần
trong tuần trong phiên ngày hôm nay thì VRE có một cái nhịp đánh thẳng xuống thế này, thì đây là đánh thật hay là đánh giả ở ở điểm ATO. Thì đối với tín hiệu của VRE, thanh khoản tiếp tục bị mất và dòng tiền thì đi ngang. Tuy nhiên trên góc độ tín hiệu đường MACD thì khả năng VRE cũng sẽ có những cái tín hiệu hồi, sẽ có những cái tín hiệu hồi ở đây. Còn tín hiệu kỹ thuật đẹp thì cũng chưa có, và xu hướng thì khả năng sẽ bám biên 28 đến vùng 28.5 ở trong phiên giao dịch tuần mới. Ở phiên ngày hôm nay thì tạo lập kéo Sapeco, điểm số của thị trường ngày hôm nay sẽ nằm ở Sapeco, Vic, Mansan và Công Thương. Đó, ở điểm số mang lại thị trường chủ đạo là nó nằm ở những cái mã cổ phiếu này thôi, tức là vẫn là những cái phiên kéo trụ để giữ nhịp thị trường. Sapeco thì đây, vùng hỗ trợ của Sapeco ở quanh khoảng vùng 180 và kháng cự ở đây khoảng vùng 195. Xu hướng thì Sapeco sẽ hồi lại từ những cái vùng hỗ trợ thấp này và sẽ chạm lại vùng kháng cự 195 này. Khi chạm về vùng kháng cự thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở đây, thì sẽ theo dõi tiếp các nhịp tiếp theo. Sapeco thì trong thời điểm này thì cũng không có khuyến nghị đầu tư. Vinamilk đang có những phiên test rất quan trọng. Vinamilk thì chia cổ tức xong các anh chị nhé. Đó, ngon bò sữa. Sau khi mà chia cổ tức xong thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện là Vinamilk sẽ test cung và test lại ở những cái vùng nào đẹp nhất, sẽ là ở khoảng vùng 106.5. Ở cái vùng này Vinamilk tích lũy thành công không gãy, còn có thể là Vinamilk sẽ đạp sâu hơn một tí, đó là vùng 104.5 đến vùng 105, 106 ở đây. Sẽ có thêm khoảng vài phiên nữa tích lũy và dòng tiền thì phải ổn định quay trở lại, chứ còn dòng tiền như thế này thì rất là xấu. Tín hiệu đường MACD khá là xấu. Tín hiệu MACD khá là xấu, và những cái tín hiệu về cơ bản kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy là cái trạng thái của Vinamilk đang ở một cái trạng thái tích lũy và thiên về kịch bản đi ngang. Còn động lực thì chúng ta sẽ cần thêm các cái phiên giao dịch để có các cái tín hiệu dòng tiền. Một số các mã cổ phiếu nhóm ngành hàng không trong VTC trong cái thời điểm hiện tại thì cũng chỉ phân tích ở trong biên hỗ trợ 103.5 đến biên kháng cự 108. Bản thân thì chúng ta cũng có một vài cái thông tin về mở lại các chuyến bay, nhưng mà hình như là các chuyến bay thì đã đang phải dừng lại, có thể là do các cái biện pháp kiểm soát dịch của chúng ta nó đang có những cái vấn đề nên là đang hình như là đang đang dừng lại. Thế thì cái câu chuyện là nhóm ngành hàng không thì cũng đã không có khuyến nghị anh chị chúng ta đầu tư rồi, còn nếu mà anh chị nào lướt lát thì chúng ta canh hỗ trợ, chúng ta mua kháng cự, chúng ta bán. HVN hiện tại cũng như vậy, gần như là một cái xu thế đi ngang và bám biên ở khoảng vùng 26.5 đến vùng 27 đó, và cũng không rõ xu hướng. Dòng tiền thì đi ngang và tín hiệu đường MACD thì thiên về kịch bản giảm giá, và cái động lực để cho nhóm hàng không đi nó sẽ rất là khó khăn. Trong nhóm ngành hàng không thì cũng chỉ khuyến nghị duy nhất các anh chị mã cổ phiếu ACV. Thì ACV đâu đó là chúng ta có một cái nhịp phân tích từ dưới này, từ dưới này và đạt kỳ vọng ở khoảng vùng 62. Từ vùng 62 thì cũng có phân tích một cái nhịp lên khoảng vùng giá 68. Đó thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, khi mà Hùng, những cái phân tích sớm của Hùng đã chỉ cho các anh chị một cái đường đi của cổ mô phỏng cái đường đi cổ phiếu ACV. Về đến vùng 68 thì thường là cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật vào đây. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là về đến đây thì ACV đã rơi. Đó, thì những anh chị mà có xem những cái video của Hùng thì chắc chắn là các anh chị sẽ không mua ACV ở vùng 66 vùng 67 68 này, đúng không ạ? Bởi vì về đến vùng kháng cự tại sao chúng ta phải mua? Đó, đó là những cái giá trị Hùng mang lại cho các anh chị từ rất là sớm. Và khi nó chuyển về, nó chạy, nó chạm cái kháng cự này thì nó sẽ rơi, có xu hướng rơi, test lại cung ở vùng 60, khoảng vùng 62. Đó các anh chị, đây. Đó thì bây giờ đây này, trong phiên này để xem nhá, xem là cổ phiếu về sâu nhất là vùng 62.3. Đó, tức là nó rất là xích soát những cái vùng mà phân tích hỗ trợ đây. Đó thì về đến đây chúng ta mua các anh chị. Đó, vùng đây này, 62 này, đúng không ạ? Và đây 62.5. Ok, cực kỳ đẹp. Về đến vùng 62 đến vùng 62.5 chúng ta bắt đầu chúng ta mới thu gom lại cổ phiếu ACV và chúng ta lại có một cái nhịp hình thành, một cái nhịp hình thành hồi phục ở đây. Đó, cái cách là như vậy. Đó, các anh chị lưu ý. Đó. Ok. Rồi, BVH. Rồi, BVH, chúng ta xem nào. BVH là một mã cổ phiếu trụ mà rất có thể là tạo lập sẽ dùng để kéo thị trường. VN Index muốn đi lên vùng 930 điểm đến 945 điểm như Hùng có phân tích thì phải cần trụ, chắc chắn là sẽ cần trụ. Và
Trên góc độ kỹ thuật thì cũng có nói với anh chị rồi, BVH đang hình thành, đang giống như con rồng nó lượn sóng ở đây các anh chị. Sau một cái đoạn lượn sóng, sau một cái đoạn lượn sóng thì sẽ xuất hiện một cái dòng tiền cực lớn và đánh cổ phiếu, đánh tốc vượt thoát. Thì tí nữa ông sẽ chỉ cho các anh chị những cái mô hình như vậy. Thì đến thời điểm hiện tại là đang có những cái dấu hiệu về dòng tiền của BVH khá tốt, và bắt đầu dòng tiền BVH đã bắt đầu bắt lại từ khoảng tầm tháng tháng 9, đúng không anh chị? Thì đây chính là những cái điểm khả năng là BVH sẽ tạo đáy ngắn hạn ở vùng 40, và đây là các cái vùng tạo nền. Thì những cái vùng tạo nền này để giúp cho chúng ta nhận định cái gì về cổ phiếu, đó là vùng kháng cự và vùng hỗ trợ. Chạm hỗ trợ đây, hỗ trợ của BVH đây 47.5 đến vùng 48, và kháng cự ngắn của BVH bây giờ đang tạm thời là vùng 50, và các anh chị có thể nhìn thấy đây trong một tuần, đúng không ạ? Chúng ta có những cái phân tích dự báo sớm về điểm hỗ trợ của cổ phiếu, về điểm hỗ trợ của cổ phiếu và về điểm kháng cự. Đây là điểm kháng cự chạm về đây thì BVH đang có những cái điểm test cung lại đây. Thì dòng tiền phiên kết tuần thì test cung như này khá là ổn, sẽ có thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba nào đó, và xu thế ở trong cái trận đánh này là BVH sẽ đánh vượt các anh chị đấy. Thì BVH sẽ có những cái điểm test cung ở đây đẹp nhất ở khoảng vùng 49 không gãy, khoảng những điểm test cung ở vùng 49 không gãy, và thêm một phiên nữa đến phiên khoảng phiên dự báo khoảng phiên ngày thứ ba thì sẽ có một cái lực cầu để kéo BVH một cái cây nến xanh vượt thoát hùng vĩ cái điểm ở đây đó, cây nến xanh ở đây vượt thoát cái điểm này, thì như vậy là BVH sẽ đánh lại về vùng 52 đến vùng 53 ở đây. Và cái câu chuyện là khi mà BVH chúng ta nhìn view ra một tí rộng hơn là BVH đánh vượt thoát được, đánh vượt thoát được cái vùng ở đây vùng 54 55 đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái câu chuyện là BVH sẽ hình thành một cái sóng tăng ở bên này đó. Đây chính là những điểm oặn mình để chuyển pha xu thế, và những cái điểm này rất là quan trọng trong cái cách mua và cách phân tích định lượng vùng đó. Thì đối với BVH sẽ là một cái trụ đánh, hiện tại cũng đã nhìn thấy dòng tiền tương đối tốt và tương đối ổn định của BVH rồi, anh chị lưu ý. Ở Mansan trong tuần vừa qua thì nó là một cái hiện tượng lạ, nó Mansan nó có một vài cái thông tin cơ bản các anh chị, và nó đánh đánh dốc đánh sốc đánh sốc đánh sốc đánh sốc lên như này. Thì đối với Mansan thì chúng ta cũng có một cái vùng tìm, một cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 53 5 đến khoảng vùng 54.5, đây cái vùng 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 đỏ đỏ này các anh chị đó, vẽ đây. Thì phiên đây, chính cái phiên này chính là cái phiên mà xác nhận là Mansan bắt đầu đánh, tức là đánh vượt thoát cái biên hỗ trợ đó. Cái phiên này chính là phiên bắt đầu xác nhận là Mansan bắt đầu đánh, và như vậy là Mansan đánh rất thốc. Mansan đánh rất thốc với dòng tiền, anh chị có thể nhìn thấy đây, những cái dòng tiền trên 5 triệu cổ phiếu. Và với một cái dòng tiền đánh sốc như thế này thì anh chị lưu ý những tài khoản trong team mình đây cũng đang có những anh chị cầm Mansan. Thì thứ nhất là trong phiên kết tuần thì Mansan đã vượt kỳ vọng cùng, đó là ở vùng 65. Thì với cái cách đánh này của Mansan thì có thể là sẽ kéo qua vùng 70 và sẽ có những cái điểm test lình xình ở quanh vùng 70 ở đây, trước khi mà hình thành một cái nhịp có thể tăng được ở lên vùng 75 hay không. Thì đối với Mansan điểm mua chúng ta không còn, những anh chị cầm Mansan chúng ta sẽ canh để sẵn sàng chúng ta ra hàng, bởi vì những cái điểm mà kéo dốc kéo ngả như thế này thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Rồi trong một cái mã cổ phiếu nữa của cái họ này, đó là cổ phiếu MCH. Thì đối với MCH là thanh khoản nó hơi thấp, tuy nhiên cái cách đi của MCH thì nó đi cũng khá là chậm. Vòng có phân tích cho các anh chị ở đâu đó ở cái nền ở đây, ở khoảng nền 61.5 đến nền 63 sau chia, và hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 75 và đang kỳ vọng là đánh lên vùng 80. Cái cổ phiếu này thì ngày xưa đây có một cái đoạn mình phân tích được, cái đoạn này nó cũng khá là tốt, nó tăng từ 40 lên 80 các anh chị. Mặc dù thanh khoản nó không không được là ok lắm, nhưng mà khi mà nó chạy ấy, là nó tăng 100% tài khoản đó, nó tăng 100% tài khoản. Thì cái vùng vùng mua này thì cũng là kỳ vọng nắm dài, và sẽ kỳ vọng cái cổ phiếu này nó sẽ túc tắc nó chạy. Một cổ phiếu nữa là của họ họ này, đó là cổ phiếu MML. Thì sau có những cái thông tin cơ bản cùng với họ Mansan thì MML đã có những cái phiên đánh rất dốc đó, và những anh chị nào mà chúng ta mà đua theo những cái phiên này thì vô hình dung là chúng ta đã bị mua phải những cái giá rất là cao. Chúng ta cứ bình tĩnh đó, chúng ta tìm được một cái vùng hỗ trợ đây đây này, vùng 43 đến vùng 44, và phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì chúng ta hoàn toàn có thể canh ở đây để chúng ta bắt đầu chúng ta giải ngân đó, giải ngân những cái điểm mua vị thế đầu tiên
ở những cái vùng này, thì chúng ta mua ở những cái điểm như thế này thì chúng ta sẽ rất là an toàn các anh chị, rất an toàn, bình tĩnh tự tin thôi, ta không có gì phải vội. Rồi MWG, MWG sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát đây, chúng ta có một cái hành trình phân tích về mã cổ phiếu MWG. Ok các anh chị, hoàn thành vùng giá 110. Trong các bản tin phân tích tuần thì cũng đã có những phân tích cho các anh chị rồi. Khi cổ phiếu này hoàn thành và cái vùng giá mục tiêu ở vùng giá 100 thì nó sẽ có những cái phiên test ở đây, và MWG có hai phiên test rất đẹp. Lực cầu tiếp tục lên, và sau đó thì cũng có đề cập đến cái vùng ở đây, đó là vùng biên 104, vùng biên 105. Ở trong bản tin video phân tích 124 và vùng giá mục tiêu của MWG hoàn thành ở mốc 110. Rồi khi lên 110 rồi thì chúng ta sẽ nói đến cái kịch bản nào cho cổ phiếu này. Khả năng sang tuần mới thì thường á, là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại, và chúng ta sẽ xem ý đồ của tạo lập là có đánh break được cái nền 110 này hay không. Thì các anh chị sẽ quan sát giúp vùng ở vùng những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm á, chúng ta sẽ quan sát ở vùng nào này, đâu đó khoảng khoảng vùng 107.5 đi. Đó, vùng này là hợp lý. MWG sẽ có những cái điểm mà trả cung lại 107.5 không gãy, và sẽ xuất hiện những phiên khoảng tầm độ trên 2 triệu cổ phiếu gì đó kéo lên, thì như vậy là xu hướng của MWG sẽ tiếp diễn. Và khả năng với động thái hiện tại là động thái kéo trụ để lấy điểm số, nên MWG cũng là một cái thành tố để tạo lập sử dụng trong cái quá trình điều tiết điểm số của thị trường. PNG. Rồi PNG thì nó cái vận động của PNG khá giống với BVH các anh chị, nhưng dòng tiền của PNG thì kém hơn dòng tiền của BVH. Và trong thời điểm hiện tại thì cũng đang đánh giá PNG ở một cái biên 58 và biên kháng cự ở đây là vùng 62, mạnh hơn là vùng 65. Và PNG có vượt thoát được cái câu chuyện ở vùng 65 ở bên này hay không thì chúng ta cần phải chờ thêm tín hiệu, tức là chúng ta sẽ không nói sớm. Ở thời điểm hiện tại thì cái dòng tiền cũng đang có những phiên là vượt thoát cái trung bình 21 phiên của cổ phiếu này. Tuy nhiên dòng tiền đánh PNG không ổn định, dòng tiền đánh PNG không ổn định nên là nó sẽ không đẹp bằng BVH. Tại thời điểm này là BVH đẹp hơn, anh chị sẽ nốt te vào cái câu chuyện của BVH để sang tuần mới để chúng ta có thể có những cái hành động của mã cổ phiếu này. Chúng ta phân tích các mã cổ phiếu của nhóm nhựa rồi, ok các anh chị. Bình Minh rồi. Bình Minh thì cái target mà chúng ta đề ra ở đây là vùng 60, và trong tuần thì như vậy là chưa có cái tín hiệu kéo vượt thoát cái điểm kháng cự 60. Chưa có tín hiệu kéo vượt thoát, và như vậy là cổ phiếu lại đang có những cái điểm test cung lại thì nó sẽ test lại vùng nào? Sẽ test lại vùng 55 các anh chị. Sẽ test lại ở khoảng vùng 55-56, nôm na nó là loanh quanh ở cái điểm này, không gãy thì lực cầu nó lại ổn định ở đây, và như vậy là cổ phiếu lại cần đánh lại vùng 55. Và khi công lại vùng 55 thì phải có một cái tín hiệu break nền 55 ở đây, thì chúng ta sẽ chờ thêm tín hiệu kỹ thuật. Còn tín hiệu hiện tại là tín hiệu mát này đang cắm đầu đi xuống như này thì cổ phiếu chỉ có một là giảm, hai là đi ngang. Tín hiệu dòng tiền cũng đang cắm đầu đi xuống rồi, ok. Cổ phiếu APH chưa có gì đột biến, đó là vẫn trong một cái biên tích lũy khoảng 73.5 đến vùng 75. Có vẻ là nhìn hơi xấu bởi vì tín hiệu MACD đang cắm này, tín hiệu đang cắm. APH nếu như mà nó rơi khỏi cái biên 73.5 thì nó sẽ test lại ở những vùng sâu hơn. Bởi vì sao? Bởi vì sau một cái nền tăng lên, một cái nền đi ngang mà cổ phiếu không có động lực để vượt thoát, không có động lực để vượt thoát cái biên trên thì thường là sẽ bị đổ ở đằng sau đó. Thì những cái tài khoản mà đang cầm APH chúng ta chú ý. DAG. Rồi DAG như vậy là sau những điểm test tích lũy không gãy ở đây là vùng 6.56 thì xu hướng cổ phiếu sẽ phục hồi, và phục hồi thì gặp lại ngay cái kháng cự ở đây, kháng cự 7. Và gặp kháng cự 7 thì đây là những cái tín hiệu kỹ thuật mà cổ phiếu này không vượt qua được. Và với tín hiệu không vượt được qua 7 như vậy là mắc nó chỉ chạm về 7 được thôi. Đó, không chạm về 7 được thì nó lại có những cái điểm test cung lại và sẽ chờ. Và như vậy là cổ phiếu sẽ đi vào một trạng thái lình trình. Đó, đi vào trạng thái lình trình, test cung. Cổ phiếu ba con A thì tạo lập nó hơi kém. Đó, tạo lập nó hơi kém nên các anh chị nhìn thấy nó đánh như này nó cũng khá là khó chịu. Thôi thì nếu mà ai cầm thì cố mà chờ nó khoảng về được khoảng vùng 13.
13, 14 gì đó, 13 thôi, khả năng 13 cộng là chúng ta ra được thôi, chứ còn tạo lập đánh như này khó chịu quá anh chị. Trong lúc những cái mã cổ phiếu khác thì ầm ầm phi, mà mã cổ phiếu mình cầm nó cứ đi ngang đi ngửa thế này nó cũng hơi hơi zích zắc. Rồi, gì một mã cổ phiếu cơ điện lạnh mà Hùng đã phân tích cho các anh chị một cái sóng lên tuyệt vời, phải nói là như thế. Có những mã cổ phiếu thì chúng ta phân tích bị sai, nhưng với gì thì là một sóng lên tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì tại cái thời điểm mà cổ phiếu ở 30 đến vùng 30, 30, 31 ở đây, đến những cái vùng này là Hùng đã bắt đầu có những phân tích khuyến nghị cho các anh chị mua rồi. Và sau đó thì lên một cái target 36, 37 đó, vượt cái vùng 36, 37 đó, lại có thêm một cái nhịp đánh phân tích từ vùng đây, từ vùng 37 đó, test những cái điểm test cung này không 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 gãy đây này đó, thì chúng ta có một cái vùng giá mục tiêu 42. Và đến thời điểm này có thể khẳng định là cổ phiếu này là cổ phiếu mà phân tích thành công mỹ mãn ở một cái góc độ về target, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành đúng và hoàn thành đủ ở mức 42 đó. Thì khi mà lên đến trên này thì mọi người mới nháo nhào, mới bảo ô sao gì nó tăng vậy, nhưng mà chúng ta đã có những cái phân tích rất sớm đó. Các anh chị xem lại những cái bản tin từ tháng từ đây, từ cái vùng này là đã khuyến nghị các anh chị tham gia gì rồi đó. Rồi chúng ta phân tích các cái mã ngành công nghệ các anh chị. FPT, FPT hiện tại là đang bám biên ở vùng 51, bám biên ở vùng 51 và mắc ở vùng 52. Với một cái trạng thái hiện tại cũng đang khá là lình xình, thì cũng chưa đoán được những ý đồ tạo lập của FPT ở đây. Thứ nhất là về dòng tiền thì cũng chưa nhìn thấy thực sự là xuất sắc, và khả năng thì FPT cũng đang có những cái điểm mà bám biên ở đây thôi. Biên hỗ trợ ở đây là 49.5, 49.5, và biên kháng cự của nó là khoảng vùng 52 ở trong cái biên này thôi. DGW hoàn thành vùng giá mục tiêu 55, và hiện tại thì đang có những phiên test cung ổn, những phiên test cung mà lực cầu thấp như thế này là tốt, và đang đi sát biên 55. Thì trong cái mục tiêu mà có phân tích ở đây đó là vùng tích lũy ở vùng 52 đến vùng 53 không gãy, và có một cây nến xanh ngồi ngồi vừa thoát cái vùng này với một lực cầu xác nhận khoảng tầm độ gần 1 triệu cổ phiếu trên khoảng tầm 700-800 nghìn cổ phiếu, và giá vượt thoát vùng 55 thì xu hướng cổ phiếu sẽ đi về khoảng vùng 6x. Như thế cũng là một cái lực tăng tương đối là mạnh của cổ phiếu này. Nhóm cổ phiếu công nghệ chúng ta còn nói đến những cổ phiếu CMG. Hiện tại tín hiệu dòng tiền bắt đầu có những cái tín hiệu tích lũy đi ngang tốt rồi, có nghĩa là cổ phiếu khả năng tạo đáy. Tín hiệu mark cũng đang hồi rồi, và tín hiệu dòng tiền, tín hiệu cổ phiếu, tín hiệu về dòng tiền rồi, ok, đang khá là ổn. Và cái vùng hỗ trợ đây thì CMG đang có vùng 34 đến vùng 34.5 các anh chị. Theo như dự báo của Hùng thì sau khi mà chạm cái vùng giá mục tiêu 37 thì sẽ tích lũy về đây. Đó, tích lũy về đây thì bây giờ chúng ta cũng 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 thăm dò thôi. Về đến vùng này là chúng ta lại đúng cái bài 352, 30% vị thế sau khi cổ phiếu về đến tài khoản, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhận thấy những cái tín hiệu đường đường MACD này, ví dụ đang như này xong đường MACD bắt đầu nó tăng lên này đó, thì chúng ta gia tăng tỷ trọng, bởi vì khi đường MACD nó đi lên như vậy thì cổ phiếu chỉ có tăng thôi. Đấy, anh chị nhìn thấy đây. Đó, thế thôi, thực ra các anh chị có hỏi Hùng là Hùng dùng cái gì để phân tích thì nó chỉ đơn giản thế thôi các anh chị. Đó, phân tích kỹ thuật mà càng càng nhiều chỉ báo chúng ta càng rối. Đó, chúng ta dùng những cái gì nó đơn giản nhất, đừng có cầu kỳ quá. Rồi, Novaland. Đoạn này Novaland phiên này suýt chết, gãy vùng 62 là chết, nhưng mà cuối cùng tạo lập đã kéo lên, không cho gãy 62, lực cầu tương đối ổn. Ở trong vùng 62 đến vùng 65 thôi, Novaland chưa có gì cả. Cotecom CTD, CTD thì nó có một cái biến cố, đó là Bắc Dương. Bắc Dương đã chính thức bị trục xuất, nói thế cho nó đúng, bởi vì là cái câu chuyện về bản chất vấn đề là các anh chị biết là Cotecom là một đơn vị về xây lắp, và sau đó thì Cotecom đã có những cái hệ sinh thái là những cái công ty công ty con, ví dụ Duy Công chẳng hạn. Thì cái quá trình là có cái hệ sinh thái những công ty con đó, thì một phần là các dự án sẽ đẩy về công ty con thông qua Cotecom đó. Thì đấy là những câu chuyện, những biện pháp bản thân Hùng đây là xây dựng nên Hùng biết những cái nghiệp phụ đó đó, và dần dần thì bắt đầu tách dần thì đấy là những cái câu chuyện đó, và dẫn đến là những cái mâu thuẫn trong nội bộ cổ đông, và cuối cùng thì Bắc Dương đã ra đi khỏi Cotecom. Và trong cái hội đồng quản trị 6 thành viên sáng lập của Cotecom thì bây giờ như còn một bác Quân gì đó, còn một bác nữa, thì khả năng là bác này thì cũng ra đi nốt.
bởi vì nó sẽ sinh thì nó sẽ làm theo kiểu tư bản đó, và nó sẽ thay toàn bộ những cái bộ máy của nó để nó vận hành lại. Chính vì vậy đây là cái khi mà cô Tích Công bị gãy cái vùng này, thì tại thời điểm đây khi mà cô Tích Công bị mất cái giá 72.5 thì lúc đó là chúng ta chưa có nhận được tin Bác Dương, và chỉ có đến cái đoạn bắt đầu cô Tích Công rơi tõm xuống phát ở đến dưới này thì lúc đó ngày mùng 5 thì mới ra tin đó, và bắt đầu cô Tích Công tiếp tục rơi. Thì đấy là những cái biến cố của công ty, thì đấy là những cái yếu tố mà sẽ không ai lường trước được, nhưng nhìn chung thì nó sẽ phản ánh vào giá của cổ phiếu. Ở đó thì hiện tại là một số các tài khoản anh chị là hỏi có bắt đáy không, thì theo Hùng là cứ từ từ đó, cái vùng mà cổ tích công sẽ tạo đáy lại ở khoảng vùng 58 đến vùng 60. Chúng ta không vội vàng gì cả, khi một cái con cỗ máy xe tăng mà nó đang lao ầm ầm về phía mình thì mình phải tránh nó ra đã, các anh chị tránh nó ra đã, còn mình xông vào nó là mình chết, mình xông vào nó là mình tự làm khó chính mình. Rồi, ok, HTN ở một mã cổ phiếu mà Hùng phân tích cách đây 5 tháng và khuyến nghị mua cũng cách đây 5 tháng. Đây mình sẽ cho các anh chị thấy. Và tại sao chúng ta lại nói đến 3 tháng các anh chị, 3 tháng. Và tại sao chúng ta lại nói đến mã cổ phiếu này, thì đây cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng dành rất nhiều thời gian tâm huyết để phân tích nó về số lượng cổ phiếu, về thông tin hoạt động ngành nghề, rồi trên biểu đồ kỹ thuật ở vùng giá 19 đó, và những cái vùng giá gom và vùng giá khuyến nghị mua là vùng 20 đến vùng 20.5. Các anh chị có thể xem lại cái báo cáo tài chính của cổ tích của HTN, nó rất là đẹp. Và vì sao nó đẹp thì các anh chị muốn hiểu sâu vì sao nó đẹp thì vui lòng inbox cho Hùng lên. Hùng sẽ có những cái phân tích sâu cho các anh chị. Đấy, từ cái vùng 10 đây, đây chính là những cái vùng mà 19 đến vùng 20 ở đâu đâu dưới này. Đó, khi đó thì Hùng đã nhìn thấy những cái điểm đánh của em này rất là đẹp. Bởi vì Hùng thường Hùng view ở trên tuần và Hùng nhìn thấy là quanh cái nền ở đây, quanh cái nền 17.5 đến nền 18, đó cái nền tích lũy dài của cổ phiếu, và vùng 20 thì đấy là những cái điểm mà khi mà cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 20 thì đấy là những cái vùng mà Hùng rất là yêu thích luôn. Và về đến những cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng giá 26, 26 là vùng giá mục tiêu. Và sau khi đó thì cổ phiếu này có những cái điểm kéo lên và những cái điểm test lại cung, không gãy vùng 24 đến vùng 24.5 thì HTN sẽ có xu hướng đánh vượt thoát lại vùng 27 và sẽ đi về vùng giá mục tiêu khoảng vùng 29 đến vùng 3x. Và về đến vùng 3x xong rồi thì Hùng sẽ xem cái động thái ở đây, bởi vì là chúng ta sẽ không nói sớm được. Chúng ta dựa vào cái lực đi của dòng tiền đó, với cái lực đi của dòng tiền như thế này và cái xu hướng cổ phiếu này thì rất là đẹp. Nhưng ngược lại về đến vùng 29 đến vùng 30 chẳng hạn, cổ phiếu nó bị phá kỹ thuật thì lúc đó chúng ta phải điều chỉnh cái kịch bản, và chúng ta không không thể nói tài nói giỏi được. Và chúng ta chứng khoán thì chúng ta cần những cái dữ liệu trực tuyến, chính vì vậy nên là Hùng Lê mời các anh chị về là như vậy, để cập nhật những cái tín hiệu giao dịch ở trong ngày là rất là quan trọng đó. Ngày hôm nay thì chia vui với tất cả anh chị em cổ đông sau khi mà xem những cái phân tích của Hùng Lê thì đã mua được mã cổ phiếu HDC. Cổ phiếu HDC là một mã cổ phiếu cực kỳ tốt. Thì vì sao tốt thì các anh chị tự nghiên cứu những cái tính năng cơ bản, và đặc biệt quỹ đất của nó, quỹ đất sạch của nó tương đối khủng. Và đây là một mã cổ phiếu mà chắc chắn là sẽ chạy theo những cái trend dài, nó sẽ chạy theo những cái trend dài lắm các anh chị, và bây giờ thì coi như ôm chặt nắm chặt thôi, biết làm sao được. Và HDC thì chúng ta cũng đã có một cái quá trình phân tích rất là dài rồi, và ngày hôm nay thì HDC đã chạm vùng giá 24, vùng giá mục tiêu cực kỳ đẹp. Ở cái vùng ở đây này, các anh chị nhớ những cái kịch bản mà Hùng vẽ cái nón úp ở đây không ạ? Đó, khi mà cổ phiếu này test cung, nó test những cái điểm test kỹ thuật ở đây và không gãy cái nền ở đâu, khoảng nền 20.5 ở đây này. Đó, khoảng nền 20.5 ở đây rất là đẹp, và lực cầu tiếp tục ổn định và kéo cổ phiếu này đi. Đó thì nó sẽ đi như này. Và đến đây cũng như vậy, thì sang phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba thì khả năng là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm cầu kéo lên. Đó, kéo lên xong nó sẽ test lại, úp lại, đây là một cái nón úp tiếp theo. Và cái nón úp này nó tích lũy thành công thì chúng ta sẽ ông này tiếp tục đi xây dựng những cái target tiếp theo ở khoảng vùng 27, vùng 28. Đấy, bây giờ đã dự dự lên đến cái vùng đó rồi, nhưng mà chúng ta sẽ chờ anh chị nhé. HDG cũng là một mã cổ phiếu mà song trùng với HDC, hai mã này khuyến nghị mua song song và phân tích đồng thời. Mục tiêu ở trong cái nhịp này đó là cổ phiếu chạm vùng 26. Ok, đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 26. Đây, phiên này là cao nhất ở vùng 26. Trong tuần của chúng ta có vùng 26.25, tức là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của chúng ta. Và em này đang có những phiên test lại những cái điểm test đẹp ở khoảng vùng 25.
không gãy 25 thì chúng ta tiếp tục có đấy cái mũi tên này, bây giờ ta chuyển sang đây đúng không ạ? Và đó, vẽ làm gì các anh chị, vẽ để chúng ta nhìn cho nó dễ dễ thôi. Đó. Thì những cái vùng 25 này không gãy thì Hùng sẽ tiếp tục có những cái động thái và cái cách cùng á, thường là đến vùng 26 thì tất cả những tài khoản đang nắm sẽ chốt đi 50%. Sau đó cổ phiếu chỉnh giảm kỹ thuật thì chúng ta sẽ có những cái điểm cover lại 50% hoặc mua 100% tỷ trọng, thì đấy là cái cách mà Hùng thường hay khuyến nghị. Đây này. Đó, để Hùng cũng giới thiệu với các anh chị thôi. Mình biết cái cách vận hành. Đây này, mua này sẽ có cách, chắc chắn là sẽ có những cái khuyến nghị để mua này. Mua tăng thêm. Một số anh chị thì không hiểu là cái cách mua này như thế nào. Đây. Các tài khoản HDG này, cách đây 29 ngày này, các tài khoản đang nắm HDG này, cân thêm 100% tỷ trọng đang có. Ví dụ mình đang có 1.000 cổ phiếu thì mua thêm 1.000 cổ phiếu nữa. Vùng giá mục tiêu dự kiến cân hôm nay là ngày 20, vùng 22.5 đến vùng 22.7 cách đây 29 ngày. Và đến thời điểm này thì nó đã lên 26 rồi. Và đang dự kiến những cái vùng target cao hơn, nhưng Hùng sẽ chờ vùng 25 test đã. Đó, thì cái cách là như vậy, nó thành một cái dòng thời gian nó chảy liên tục như vậy. Rồi HBC, HBC ở một tuần này thì chúng ta thấy đây, sau khi mà cổ phiếu này test ở đây vùng tích lũy không gãy đây, và cổ phiếu này đang có những cái điểm mà đi ngang ở quanh vùng 11.2, và cái cây nến này là cây nến kéo lên rồi, và sau đó thì nó sẽ có những cái điểm test cung lại, nó sẽ có những cái điểm test cung lại đây các anh chị. Đó, cái cách đó như vậy. Thì cái vùng 11.2 này trở thành cái điểm hỗ trợ rất là quan trọng cho cổ phiếu trong cái mặt về mặt xu hướng, và rất là kỳ vọng trong tuần tới thì HBC lực cầu tiếp tục ổn định trở lại và đánh tiếp. Về trend của HBC thì hiện tại là Hùng nhìn khá là đẹp, ít nhất là nhịp này sẽ về khoảng vùng 12.5 đến vùng 13, tức là nôm na là quay lại cái vùng đỉnh cũ này, kỳ vọng ở trong một cái nhịp như vậy. Rồi cổ phiếu VCS, nó là cổ phiếu vật liệu xây dựng, nhưng mà Hùng cho vào cái nhóm này. Đó, anh chị nhìn thấy đây chưa? Vùng giá mục tiêu ở 8x. Vùng giá mục tiêu ở 8x. Thì thường là khi mà cổ phiếu chạm về cái vùng kháng cự thì bao giờ nó sẽ có những cái điểm đó, điểm test. Thì tội gì chúng ta mua ở vùng 80 đúng không ạ? Rất nhiều những anh chị là mua ở vùng 80 đây này. Đó, đúng không ạ? Và VCS thì chúng ta phân tích ở một cái vùng nó khá ở dưới này. Đó, về đến vùng 80 thì chúng ta mua làm gì nữa đúng không ạ? Nó gặp kháng cự rồi. Thì về đến vùng 80 thì thường nó sẽ chỉnh lại kỹ thuật, chỉnh lại khoảng vùng 75. 75 tích lũy thêm 1-2 phiên nữa. Tích lũy thêm 1-2 phiên nữa và chúng ta sẽ chờ ở tín hiệu 75 xem là lực cầu có quay trở lại hay không. Nếu lực cầu mà quay trở lại ở vùng 75 thì nhịp này là VCS sẽ đánh vượt thoát vùng 80 để đi về những cái vùng target ở cao hơn ở đây. Chúng ta sẽ chờ, và trong một cái kịch bản đó là kịch bản test cung ở vùng 75. Hiện tại là phiên kết tuần là 75.7, nhưng mà chúng ta chờ thêm ở đấy. Đạt Phương, DPG, ok Đạt Phương, chúng ta xem nào. Em này làm ăn như thế nào? Sau một quá trình tích lũy chặt, bền chặt ở vùng giá, đây vùng giá 22 đến vùng 23. Ok, như vậy là Đạt Phương hoàn thành vùng giá 3X. Đó, hoàn thành vùng giá 3X và... dự kiến ở đây này, trong tuần trước là đã hoàn thành cái vùng giá 3X và dự kiến test cung không gãy vùng 28.5 và phiên kết tuần gãy 28.5, như vậy là xấu. Đó, hoàn thành vùng giá mục tiêu, sau đó test cung, nhưng test bị gãy cung thì lại về test lại vùng nó sâu hơn. Đó, nó sâu hơn, tức là bây giờ là Đạt Phương lại bắt đầu hình thành một cái nền ở vùng 27 hỗ trợ. Ngày xưa nó là kháng cự, bây giờ nó thành hỗ trợ anh chị, vào màu xanh hỗ trợ rồi. Đó, thì chúng ta sẽ quan sát thêm biên hẹp của Đạt Phương đó, và khi mà cổ phiếu hoàn thành những cái target và để mà vượt đây là cái hình vẽ mà mô phỏng là để vượt đó, để vượt được cái này thì cần thời gian và cần công sức, cần dòng tiền thì cũng không phải là đơn giản đúng không? Rồi, cái mã cổ phiếu CRE thì chủ yếu là lái lợn. Thì đây vùng hỗ trợ 21.5 và vùng kháng cự của nó thì đâu đó khoảng vùng 23 đi các anh chị. Đó, nói chung là chúng ta cứ dưới này chúng ta mua và T3 T4 về đến vùng đó thì chúng ta bán. Rồi, IDG cũng chưa có gì đột biến nhỉ. Mục tiêu của nó là
Mục tiêu của IDG là vùng tích lũy 14.5 đến vùng 15 mua, và dự kiến vòng về lại vùng 17, 16.5 đến vùng 17. Hiện tại thì đang đi ngang ở vùng 15.5 tích lũy, chưa có gì đột biến. Ai đang cầm thì chúng ta cứ cầm thêm thôi. IDC. Rồi, IDC các anh chị hoàn thành vùng giá mục tiêu, đó là vùng 13, có phân tích IDC đâu đó ở khoảng vùng 11 ở đây. Và sau đó thì nó đang có những điểm test đó các anh chị này, nhìn thấy đó, một tuần test, test một tuần luôn. Test một tuần không gãy 13 thì dự kiến là sẽ đánh vượt thoát lại về vùng 14.5 đến vùng 15, thì đối với IDC là như vậy. Anh chị đang nắm thì chúng ta sẽ nắm tiếp. CKG như vậy là như nào đây? Em này em mới test. CKG test hỏng anh chị. Hỗ trợ đây này, nhịp này là chúng ta phân tích từ vùng 10 đến vùng 10.2, chạm vùng giá mục tiêu khoảng 11.5. 11.5 thì test lại ở đây, nhưng mà test như này là test hỏng rồi. Test hỏng thì nó lại về sâu ở dưới này. Về sâu ở dưới này, ở đây lại mua được rồi này. Sang tuần là mua được rồi này. Các anh chị có thể canh lại này, canh lại ở khoảng vùng 10.10.5, 10.6 này. 10.5, 10.6 ở đây này là bắt đầu lại hồi phục lại này, và hồi phục thì lại công lại cái vùng 12. Ta đưa cái vùng đây là cái vùng kháng cự của nó, nói chung là vùng kháng cự 11.5 đến vùng 12 ở đây. CKG thì cũng đang cần thời gian rồi. Cũng chưa chưa vượt được. Mã cổ phiếu này mới lên sàn nên là cái dữ liệu mà để chúng ta phân tích định lượng nó cũng đang hơi ít, nên là cứ tạm thời như vậy anh chị, chạm hỗ trợ chúng ta mua, chạm kháng cự chúng ta bán. Cổ phiếu C32 là một mã cổ phiếu mà chúng ta có những cái phân tích đầu tư. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Vùng giá mục tiêu vùng 27.5 thì trong tuần vừa rồi hai phiên suy soát lên được vùng 27.5, 27.3 các anh chị, tức là không có cách 0.2 nữa thôi. Thì cổ phiếu lại rơi lại rồi, rơi như này là không vượt được nữa rồi. Rơi như này tức là thường Hùng sẽ vẽ một cái hình như này để mô phỏng là sẽ chờ một cái tín hiệu kỹ thuật để vượt, đánh vượt. Đó, như vậy là lại rơi lại thì lại test lại thôi, test lại vùng 25. Vùng 25 không gãy thì lại lại có những cái biên đánh kỹ thuật ở đây, thì cũng sẽ chờ những cái vùng hỗ trợ, có gì cũng sẽ phân tích tiếp. Nhà Từ Liêm cũng là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư. Nhà Từ Liêm khuyến nghị đầu tư, và vùng giá mục tiêu của Hùng trong phân tích kỹ thuật đó là tạm vùng 18.5, sau đó sẽ có những cái điểm test cung. Về mặt lý thuyết là test lại vùng 18 sẽ là nó sẽ là đẹp nhất. Test lại vùng 18 nó sẽ là đẹp nhất đây. Nó sẽ trả lại cung cầu ở khoảng vùng 18, và chúng ta thấy rằng là một tuần gần như là cổ phiếu này cũng không có động lực để đi. Thì điều đấy nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là khi gặp những cái kháng cự đó, những cái vùng giá mục tiêu thì thường là cổ phiếu nó sẽ mất rất nhiều thời gian đây. Những cái điểm như này, và về mặt kỹ thuật và về mặt trend kỹ thuật thì nhà Từ Liêm hoàn toàn có thể đánh tiếp, và đang kỳ vọng là đánh về khoảng vùng 21 đến vùng 22. Nói chung là kỳ vọng hơi xa xa một tí đó các anh chị, nhưng không sao cả. Vùng 18 test cung không gãy, và đặc biệt là bây giờ đang có một cái tín hiệu kỹ thuật đẹp hơn nữa là vùng 18.5. Đó, vùng 18.5 không gãy đấy, bây giờ vùng này ta sẽ đưa nó thành vùng hỗ trợ của chúng ta đó, và còn sâu hơn thì ở vùng 18. Nhà Từ Liêm, ok. Mã cổ phiếu sell xì xèo, sell xì xèo mãi không đi nổi là thế nào ta? Rồi sau những phiên đánh khá là hưng phấn, chạm về gần vùng 7.9 đến vùng 8 thì em ý lại quay lại vùng 7.5. Căng nhỉ, đoạn này thấy tiềm lực của sell thì khá là tốt các anh chị nhé, nhưng mà không hiểu sao đoạn này lái nó chưa đánh. Thôi kiên nhẫn thôi, không biết làm thế nào cả. Xây lắp còn mã nào nữa không anh chị? Thôi ok, chúng ta xây lắp chúng ta chỉ phân tích như vậy. Có những mã nào sót mà các anh chị mà chưa được phân tích thì chúng ta sẽ comment. Cổ phiếu gas, PVGas. Rồi, nhóm ngành dầu khí PVGas thì đây hỗ trợ đây 71, 70, 71, kháng cự đây 75, 76, và hiện tại thì sau một cái cây nến đẩy dài thì gas đang có những cái điểm test lại. Test test đẹp đẹp ở đây này. Không gãy vùng 73.5. Đấy, không gãy 73.5, và sau đó thì tạo lập lại dùng gas để kéo thôi. Bây giờ là nếu mà kéo về điểm số là chỉ còn kéo trụ thôi, không có kéo mã nào nữa cả. Gas là một, Vietcombank là hai, công thương
công thương cũng đang là một ẩn nhận một 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 gọi là một ẩn số. Tí nữa chúng ta sẽ nói và chúng ta phân tích sâu hơn về công thương. Rồi PVK thì như vậy thôi. PLX hiện tại thì dòng tiền vẫn chưa vào, và PLX thì đang mất cái biên ở đây là mất cái biên 50, thì chúng ta chờ thêm thôi, và dòng tiền đang bị mất. Thì PLX cũng có những cái đoạn đánh khá là chối. Sau một cái giai đoạn mất này thì sẽ có những cái điểm tích lũy về mặt kỹ thuật, và sẽ nhận diện những cái điểm đó để những cái tài khoản mà đang nắm PLX thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua. Rồi chúng ta phân tích mã cổ phiếu PVS. Hiện tại trong nhóm P thì ông đang nói đến ba mã cổ phiếu P mạnh, đó là cổ phiếu PVS. Thì đối với PVS hiện tại chúng ta nhìn trên tín hiệu dòng tiền đã bắt đầu đánh cổ phiếu này ở từ những cái vùng tháng 4 nó, và đến nhìn nhằng đến tận bây giờ là vẫn chưa đánh vừa thoát được, và đây đang hình thành nên những cái con sóng, và những cái điểm sóng phân tích này thì cũng đã phân tích cực kỳ là sát, cực kỳ là sát những cái diễn biến của cổ phiếu PVS. Ví dụ khi cổ phiếu PVS chạm về vùng 14 thì sẽ có những cái điểm trả cung đấy anh chị, những cái điểm trả cung ở khoảng vùng 13.3 đó, đây này cái hình mũi tên đỏ này. Rồi từ điểm trả cung này thì sẽ hình thành một cái nhịp tăng ở bên này, nhịp tăng này sẽ đánh lại về vùng 13, xin lỗi cả nhà, về vùng 14, thoát vùng 14 và sẽ có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây để chờ qua, và những cái điểm điểm như thế này thì chúng ta tạm gọi cái mâm úp ở đây, và cái mâm úp này thì chúng ta sẽ đưa những cái tín hiệu kỹ thuật này lên đây, và mục tiêu là PVS sẽ tiếp tục đánh vùng 14 trở thành một cái pháo đài, và những cái điểm test đấy phiên ngày hôm nay giao dịch ở khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu thì rất là ok về mặt xu thế. Những anh chị và những tài khoản đang cầm PVS chúng ta sẽ tiếp tục cầm và PVS sẽ tiếp tục đánh. PVD thì nó cũng hoàn toàn tương tự như PVS đó. Sau khi mà cổ phiếu này test tích lũy thành công ở những cái điểm thấp ở dưới này, và chúng ta tiếp tục dò tìm những vùng giá ở đây, đó là vùng 11.7 đến vùng 12, và hiện tại thì PVS cũng đã có một phiên đánh một lượng cầu trên 10 triệu cổ phiếu kéo, đây là phiên kéo qua kháng cự, và sau khi kéo qua kháng cự rồi thì cũng đang có những điểm test về mặt kỹ thuật. Đó, test về mặt kỹ thuật và sẽ chờ thêm đó, vùng 12 không gãy thì như vậy là PVD sẽ tiếp tục một kỳ vọng, một hành trình chạy song trùng với mã cổ phiếu PVS. Phân tích luôn mã cổ phiếu PVT, bộ ba mã cổ phiếu này dòng tiền đang cực kỳ là tốt, và PVT thì cũng đã có những cái phân tích khuyến nghị mua cho các anh chị đâu đó khoảng vùng 10.7, vượt thoát vùng 11, bắt đầu vượt thoát vùng 12. Thì cũng bắt đầu đi xây dựng target về vùng 14 đến vùng 14.5. Thì các anh chị cũng thể thấy đây là như vậy là PVT đã đạt cái cột mốc cao nhất ở trong tuần, đó là vùng 14.5, và sau đó thì đang có những điểm test biên, test cung, và test cung phiên cuối tuần test cung như thế này là hơi xấu đó, test cung như thế này là hơi xấu thôi chứ chưa phải là xấu, tức là nó phải nằm ở trong cái biên này đó, chứ mà nó bị rơi biên như vậy là nó hơi xấu. Thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì nhất quyết là cổ phiếu PVT cần phải lấy lại trên vùng 14, cần phải lấy lại trên vùng 14 thì đó, thì khi đó chúng ta sẽ chờ một phiên mà có một cái dòng tiền nó đánh úp lên trên này đó, và sau đó thì lực cầu tiếp tục tăng, thì lúc đó thì chúng ta sẽ đi xây dựng một cái target tiếp theo của PVT ở đây. Trước khi mà đi xây dựng target thì chúng ta cần phải có những yếu tố về mặt kỹ thuật đó, chúng ta cần phải có những yếu tố về mặt kỹ thuật ở đây. Nếu mà cổ phiếu sang tuần tiếp tục lấy lại được khoảng vùng 14.3, tích lũy ổn định ở đây, có một phiên đánh lên thì dư địa để PVT đi về vùng 16, vùng 17, 18 là còn. Còn ngược lại, nhưng mà có một phiên mà gãy rập xuống thôi, các anh chị đang có hàng để chốt. Và cái cách mà Hùng khuyến nghị các anh chị giữ lãi, đó là khi cổ phiếu đạt kỳ vọng, đạt những cái vùng giá mục tiêu hoặc gần đạt thì chúng ta sẽ chốt đi 50% tỷ đồng chúng ta đang nắm. Và ví dụ như trường hợp như PVT nó có những cái vùng test tích lũy ở vùng sâu sâu này, thì sau khi những cái vùng điểm test ổn định thì chúng ta sẽ mua lại 50% chúng ta đã chốt ở vùng 14.5, 14.3 đó, và chúng ta mua lại ở đâu đó vùng 13 hoặc vùng 12 vân vân và vân vân, thì đấy là những câu chuyện chúng ta sẽ rất là an toàn trong một cái hành trình đi lên đó. Chúng ta không thể biết được đâu là đỉnh cổ phiếu, đâu là đáy của cổ phiếu cả, và chúng ta dò tìm. Ok rồi, ba mã cổ phiếu PEN đó là OI, hãy nhìn xem nào. OI dòng tiền chưa đạt các anh chị, giá như này không ăn thua, bỏ qua đi.
POVK. POVK thì nó cái dòng tiền nó khá khẩm hơn tất cả những cái con pen. Tuy nhiên khi mà nó về đến đây, anh chị nhìn thấy đây, vùng kháng cự 11 thì nó lại bị dội lại. Dội lại thì đang có những cái điểm đẹp nhất sẽ là ở khoảng vùng 10.5, thì lực cầu tiếp tục quay trở lại thì ok ổn. Thế còn nếu mà lực cầu mà không quay trở lại thì khả năng là cổ phiếu cũng sẽ chuyển sang một trạng thái lình xình. Và hiện tại thì nó cũng chưa có nhiều đột biến. BSR thì đang có những cái điểm test cung. BSR thì khả năng nó sẽ đẹp hơn so với oil ở POVK. Tức là sau một cái nền hình thành ở đây thì nó sẽ trả lại từ vùng 7, và đang dự kiến từ vùng 7 thì đánh được một nhịp về khoảng vùng 7.5 đến vùng 8. Đó là kỳ vọng ngắn của BSR, như vậy thôi, cũng không có nhiều kỳ vọng. PVB, đối với PVB thì như thế nào anh chị? Rồi, PVB sau khi khuyến nghị xong cả một số tài khoản mua rồi, thì cũng tiếp tục đề cập đến cái câu chuyện ở vùng 16.5 và vùng 17 chúng ta có thể mua tăng tỷ trọng. Bởi vì những cái điểm mua của Hùng là phân tích trước chia đâu đó sẽ ở khoảng vùng giá 17 gì đó, thì chúng ta sẽ mua, à không, ở trên này là khoảng vùng 18, mà 18 đó, thì sẽ có những vùng 16 17.5 này chúng ta mua thì có thể chúng ta đảo hàng, và hoàn toàn kỳ vọng là PVB cũng sẽ có một nhịp đánh về khoảng vùng 2x 2x. Chúng ta cần thêm tín hiệu kỹ thuật về dòng tiền. Hiện tại dòng tiền đang đánh PVB đang kém quá, phải có những phiên đánh khoảng trên 500.000 cổ phiếu trên một phiên và liên tục như vậy thì sẽ ok. Cổ phiếu pet pet rất khỏe. Em này pen nhưng mà khỏe. Pet thì trong những cái phân tích định lượng cùng thì ở khoảng vùng 10 thôi, ở khoảng vùng 10. Khoảng vùng 10, nhưng mà như vậy là sao? Như vậy hiện tại là trong tuần thì cổ phiếu này là đánh vượt thoát vùng 10, vùng 10, và đang có những cái điểm về mặt kỹ thuật ở đây là khoảng trả cung lại ở khoảng vùng 10.5 thì nó cũng khá, rất là đẹp ở đây. Những cái mô hình này là mô hình rất là kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Và như vậy thì rất có thể là PET sẽ có những cái điểm test kỹ thuật không gãy vùng 10.5, thì như vậy PET sẽ kéo tiếp một nhịp nữa. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên tổng thể, ở trên nến tuần thì chúng ta xem nào. Kháng cự ở đây sẽ là khoảng vùng 12, thì xu thế là sẽ PET kéo thêm một nhịp nữa đâu đó khoảng vùng 12. Như vậy là còn tăng được khoảng tầm độ trên 10% nữa thì chúng ta cũng có thể đánh một cái nhịp xổ số ở đây. Đó, còn với những cái tài khoản mà khi chốt khi chạm 10 thì chúng ta thường thường là chúng ta sẽ chốt đi khoảng 50% thì là chúng ta chấp nhận là chúng ta mua lại 50%, tức là chúng ta cái điểm bán đó nó bị sai. Đó thì chúng ta sẽ mua lại ở cái vùng giá cao hơn để chúng ta đánh tiếp một nhịp nữa là từ khoảng 10.5 đến vùng 12. Đó. Ở một cái mã cổ phiếu nữa là P trong trong nhóm P cũng đang ngắm. Hôm nay nhóm P là ngắm thêm một cái mã cổ phiếu dầu khí PXS à. PXS. Con này hôm nay nó chỉnh về mặt kỹ thuật thì nếu như chúng ta nhìn ở trên đến ngày thì khi gặp cái vùng 6.5 đây các anh chị nó sẽ chỉnh. Chúng ta nhìn ở trên trend tuần á, trên trend tuần thì cũng đang kỳ vọng là PXS sẽ có một cái trận đánh hay. Tạo lập của PXS nó đánh từ vùng đâu đó từ vùng 5 mà lên đến tận vùng lên đến đây là 15 là nhân 3. Sau đó nó trả một nhịp xong nó đánh lên 25 tức là nhân 5. Sướng quá. Nên là cái cổ phiếu PXS này cũng đang đưa vào tầm ngắm ở trên trend tuần, tức là trên trend trung hạn. Vòng sẽ chờ đợi những cái vùng điểm mua đây, vẽ sẵn ở đây đây này, vùng 5.4. Vùng 5.4 đến vùng 5.5, đây là cái vùng mà sẽ dò tìm lại để mua, để kỳ vọng một cái nhịp sau. Tức là cổ phiếu sẽ chạm vùng 6.5, ok, cứ để cho anh chạm đi. Nó sẽ trả lại cung xong nó sẽ đánh đánh vùng tích lũy không gãy và sẽ có một cái điểm cầu kỹ thuật nào đó mà nó xuất hiện một cái cây nến xanh, nó ngồi chồm chỗ ở trên này, cây nến tuần đấy, cây nến xanh tuần, nó ngồi chồm chỗ ở trên này và nó thoát được cái vùng 6.5 thì ôi rồi đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, và khi đó thì chúng ta chỉ kê cao gối để chúng ta ngủ với PXS thôi. Đó, lịch sử sẽ luôn lặp lại và PXS đã có nhân 5 tài khoản thì thôi, chúng ta không kỳ vọng nhân 5, chúng ta kỳ vọng nhân 2 thôi, quá là đẹp. Rồi. Xong nhóm ngành dầu khí và chúng ta sẽ xem nào. Đến nhóm ngành nào nữa nhỉ? Dầu khí xong rồi thì chúng ta sẽ đi đến banh banh nhóm banh rất là quan trọng. Rồi, Vietcombank
Vietcombank trong thời điểm hiện tại thì mình cũng có đề cập với các anh chị rồi là chúng ta cũng chưa có nhiều những cái dư địa. Cái vùng kháng cự trước mắt ở đây của Vietcombank đâu đó khoảng vùng giá 86, 86, 87 và cái vùng hỗ trợ của Vietcombank ở trong cái thời điểm này đây đó là khoảng vùng 81 đến vùng 82. Những cái dấu hiệu đánh của Vietcombank như này thì cũng chưa có nhiều cái dư địa và chúng ta sẽ phải chờ xem là có hay không một cái cây nến nó ngồi để nó vượt thoát cái vùng 86, 87 này. Thì Vietcombank dự kiến là sẽ còn một cái nhịp kéo nữa. Và nhịp kéo này thì cũng để đưa cái chỉ số của thị trường của chúng ta về khoảng vùng 930 đến vùng 945 điểm. CTG vẫn đang là một ẩn số. Tại vì sao lại một ẩn số? Bởi vì CTG liên tục giao dịch ở đây. Cái vùng vùng mà Hùng đang đặt ra ở đây đó là vùng 27,5 đến vùng 28. Đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh của công thương. Tuy nhiên công thương không chịu gãy. Thì nghe đâu đó là công thương chuẩn bị có một cái tin là chốt cổ tức tương đối cao thì cũng có thể là tạo lập sẽ sử dụng cái mồi cổ tức để kéo 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 nôm na vào đây và rất rất nhiều những anh chị là sẽ lao vào như con thiêu thân đấy. Tại sao người nói là lao vào như con thiêu thân ở khoảng vùng giá 28 vùng 28,5 ở đây đó, lao vào như con thiêu thân ở đây thì sẽ mua sau khi một cái tin đấy ra sẽ mua ở đây và tạo lập sẽ phân phối hàng ở đây và sau khi phân phối thì khả năng sẽ có những nhịp chỉnh ở bên này. Thì đấy là những dự báo sớm, còn quan điểm hiện tại của Hùng là công thương nó không còn thơm nữa, nó không còn màu mỡ để chúng ta có thể chiến đấu. Các anh chị mà trong team của Hùng Lê là đánh lướt là thoát công thương ở vùng 27,5 hết rồi. ACB rồi, ACB hoàn thành vùng giá mục tiêu. ACB hoàn thành vùng giá mục tiêu ở đây trong nhịp phân tích của Hùng ở vùng 22 lên vùng 24. Sau đó thì ACB sẽ có những cái nhịp trả cung, những cái nhịp trả cung đẹp. Không, nếu mà đẹp là nó sẽ ở đây này, đấy hình mũi tên này. Chúng ta đưa sang đây, nó đâu đó ở khoảng vùng đó, nó đang trả cung đẹp với các anh chị khoảng vùng 23. Trả cung lại ở vùng 23 không gãy thì lại công lại về vùng 24 và trong cái nhịp này thì đang mường tượng một cái câu chuyện là khả năng là sẽ đánh về vùng 26. Thì cái câu chuyện mà cổ phiếu chúng ta phân tích ở trong kỳ vọng của chúng ta bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật thôi. ACB không gãy vùng 23, tích lũy thành công và đánh vừa thoát vùng 24, chúng ta có target vùng 26. Các anh chị lưu ý vùng 23, gãy 23 thì thôi, ACB nó sẽ không không có kịch bản đánh lên. MBB của chúng ta là chia, sau khi chia về bản chất thì MBB đã hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu mà có phân tích ở đây là khoảng vùng 18. Thì nó nôm na nó đâu đó ở vùng 20 trước chia thì đó. Đó thì về đến cái vùng này thì thường ấy là cổ phiếu nó sẽ ẩm ương thôi, nó sẽ ẩm ương, nó sẽ chỉnh lại kỹ thuật. Chỉnh đẹp nhất theo Hùng có là về lại vùng 17. Vùng 17 không gãy thì lại đánh lại vùng 18. Đánh lại vùng 18 nó sẽ lình trình ở đây để vượt cái câu chuyện để vượt vùng 18 ở đây thì nó sẽ cần thêm sức lực rất là nhiều. Chúng ta chờ xem thêm thôi, còn hiện tại tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu đường MACD đang thu lại như thế này. Thì MBB sẽ thiên về kịch bản giảm giá hoặc là kịch bản đi ngang. Đó, chưa có những cái tín hiệu bứt phá. Rồi công thương rồi, Techcombank. Techcombank thì trong cái nhóm banh ấy, thì mỗi duy nhất là Techcombank Hùng không có phân tích khuyến nghị đầu tư bởi vì những cái lực đánh của Techcombank này nó rất là khó chịu. Đó, các anh chị có thể thấy đây, những anh chị nào mà đua vào ở những cái vùng này là bây giờ oai oái rồi. Đấy, nó xả và với những cái điểm xả như thế này thì rất có thể là sẽ về trôi lại về vùng 20. Rồi chúng ta xem HDBank. HDBank cũng chia cổ tức. Về bản chất là vùng 32 trước chia và sau khi chia cổ tức nó chia đến tận gần 60% cơ. Ba bán 30% cho cổ đông và 30% cổ phiếu, tận 60%. Rồi thì bây giờ là tín hiệu đường MACD là đang đang đấy này, tín xấu này, tín hiệu dòng tiền thì đang đi ngang này. Đó, và hiện tại thì chúng ta đang có những cái điểm đi ngang không rõ xu thế của HDBank. Bản thân là HDBank cũng là một cái vùng, đây cũng là cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta phân tích rất thành công của HDBank từ những cái vùng phân tích sâu ở dưới này, các anh chị có thể xem lại. Và đến đây thì nói chung là chốt thôi và cùng lắm thì chúng ta cầm lại 20% tỷ trọng để chúng ta chơi xổ số. VP Bank để xem nào. VP Bank là chạm về vùng kháng cự 24. Có kéo qua ở đây nhưng mà cái điểm kéo qua này thì nó lại bị thất thủ lại và nó lại tích lũy lại
ở vùng 23.30 gãy. Thì cái cơ hội công lại vùng 24 là còn, công lại vùng 24 là còn và đi tiếp. Tuy nhiên những cái tín hiệu kỹ thuật của VBank hiện tại thì nhìn chung là đi ngang và thiên về kịch bản giảm giá của VBank, chưa có động lực. Rồi trong nhóm bank chúng ta phân tích thêm cổ phiếu VIB. VIB thì kinh khủng đúng không các anh chị? Đó, về vùng 3x xong đó thì dự dự ở đâu khoảng vùng 32. Thế mà em ấy lên đến tận vùng 34 rồi và cũng đang có những cái phiên kéo xả tương đối là mạnh ở đây, thì không biết là ý đồ tạo lập sẽ tiếp tục kéo cổ phiếu như thế nào. Nhưng về góc nhìn về quan điểm vùng thì chúng ta chỉ giữ lại còn 20% nữa thôi, 20% là coi như chúng ta neo đến cùng, neo cho đến khi nào mà cổ phiếu xác nhận đấy là đáy, đấy là đỉnh thì lúc đó chúng ta mới bán. Còn hiện tại những cái này là vẫn chưa xác nhận là đỉnh đó, mua qua đỉnh, xin lỗi, mua qua đáy bán qua đỉnh đó, 20% còn lại chúng ta sẵn sàng chúng ta neo, neo đến chết thì thôi. STB. Rồi STB như vậy là đây, đây đồng đang mô phỏng lại một cái hình vẽ thôi. Chạm về vùng kháng cự 14 thì sẽ có những cái điểm test lại cung, xong đấy vòng lên test qua test lại, và những cái điểm test ở đây thì bây giờ chúng ta có thể vẽ, có thể vẽ được rồi. Đó là vùng 13.5 các anh chị, 13.5 không gãy đó, 13.5 những cái điểm test cung 13.5 không gãy thì cổ phiếu sẽ có xu hướng là hồi phục lại lên vùng 14 và có hay không một cái điểm đánh ở đây, đánh chết, gọi là điểm đánh chết ở đây. Tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, tín hiệu mát thu và tín hiệu giá thì nó giảm không thực sự là mạnh, nên 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 chỗ này nó sẽ có cái hình như này này các anh chị. Đây ông vẽ thôi đó, học kiến trúc mà ta vẽ đó. Về đây lượn xuống xong nó lượn lên và chúng ta bắt đầu tìm nhìn thấy những điểm, một cái điểm này nó bắt đầu uốn lên một cái và giá ở trên này chúng ta chiếu vào đây một cái đó mà nó không gãy, thì đấy là những cái tín hiệu để dự báo rằng STB tiếp tục có một nhịp đánh tiếp theo đó. Phân tích kỹ thuật đơn giản như vậy thôi anh chị, có gì đâu. Rồi mã cổ phiếu STB, Liên Việt Postbank, LPP. Rồi, LPP đến thời điểm hiện tại là phiên ngày hôm nay Hùng chính thức khuyến nghị các tài khoản bắt đầu gom lại. Sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành vùng giá mục tiêu đây này, chỉnh kỹ thuật này từ vùng 11 sẽ đánh chạm vùng 12, lên đến vùng 12 rồi thì cổ phiếu sẽ test cung, sẽ test lại đây. Và đến thời điểm này thì Hùng đang phiên sáng ngày hôm nay đã nhìn thấy những cái điểm test cung ở khoảng vùng 11.3 đến 11.5 là những điểm test cung đẹp của em này và đang khuyến nghị là chúng ta xúc lại. Đó, xúc lại và chúng ta chờ chờ có một cái màu ở đây, có một cái điểm cắt ở đây thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Đó. Đấy các anh chị, có hết thôi. Liên Phong Bank, Liên Việt Post Bank. Đây các anh chị, cách đây 10 giờ lúc đó cũng 11 giờ 20 phút thì bắt đầu nói đến câu chuyện này. Thì dự kiến là sẽ ở vùng 11.3 đến vùng 11.4 của trong phiên ngày hôm nay cân thêm hàng. Còn các tài khoản mở mua mới thì sẽ bắt đầu làm lại sơ đồ 532. Rồi, mã cổ phiếu chứng khoán ngân hàng mới Liên Phàn BVB. Hùng rất quan tâm. Vì sao quan tâm thì nói nhiều rồi, chúng ta sẽ không bàn lại nữa. Và cái vùng giá để mà gom đó là vùng đã xây dựng rồi từ 10.3 đến 10.5, và từ vùng này thì chúng ta sẽ cần chờ cổ phiếu này đánh đến vùng 12, và khi đến vùng 12 ấy, thì thường là cổ phiếu nó sẽ chỉnh kỹ thuật lại, và chỉnh kỹ thuật đẹp, những cái điểm chỉnh kỹ thuật đẹp đó, và sau đó thì sẽ có những cây nến ngồi lên vùng 12 thì lúc đó thì rất có thể là cổ phiếu này sẽ đi lại về vùng, về những cái vùng mà lúc nó mới lên sàn đấy các anh chị. Về đến vùng 16, 17 thì lúc đó chúng ta sẽ lãi tưng bừng. VCI, chúng ta phân tích các mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. VCI, anh em cùng với cả BVB. Tuyệt vời không anh chị? VCI, tài khoản VCI là đang lãi tương đối khủng anh chị. Những cái tài khoản mà theo những cái phân tích khuyến nghị và Hùng Lê thì có những cái tài khoản VIP, cực kỳ VIP luôn. Và VCI thì đang hướng đến cột mốc, ở đây là cột mốc 35.
những cái tài khoản đấy các anh chị có thể xem đây. VCI đấy ạ, đang lãi 16%, mà chính ra VCI cái tài khoản này mua cũng bị sai giá vốn này, 27.66 là bị sai giá vốn. Giá vốn cùng trong cái nhịp mà phân tích ở đây là vùng 24 chứ. Còn đây là còn mua mua ở đây chính là mua điểm này này, chính là để Hùng phân tích điểm này. Tài khoản này là mua phân tích ở điểm này, tức là test vùng 28, vùng 28.5 không gãy. Đây những cái phiên test này thì tài khoản này là mua 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 sai, mặc dù sai điểm mua nhưng các anh chị có thể thấy đây. Lãi 16,3%, gần 1 tỷ, đúng không? KSB. Giá vốn 29, nó thậm chí là những cái điểm này là những cái điểm mua rất là sau. Rồi STB. STB thì cũng cũng khá là cao. Đó. Và tại sao chúng ta nói đến VCI? Bởi vì VCI nó là một cái mã cổ phiếu mà mình nhìn một cái trend dài sừng sững, họ ngay chị nhìn thấy đi sướng không ạ? Từ vùng 20 đã phân tích lên vùng 324, bởi vì cổ phiếu này chia bản chất nó là ở đây là 32, ngày xưa là 32, giờ chia xong thành 24 đấy, và cái điểm vượt thoát này thì mua, và sau đó thì sừng sững dần lần lượt phân tích chạm vùng 35, lại test test không gãy lại lên 4x, và VCI hoàn toàn có thể đạt 5x đến 6x trong năm nay hoặc là nửa đầu sang năm. Rồi, nhóm chứng khoán là một nhóm mà được cùng phân tích ở trên góc độ là sóng dài. Và vì sao nó lại sóng dài? Bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái phiên giao dịch rất là tốt của thị trường thì ai được hưởng lợi? Công ty chứng khoán được hưởng lợi các anh chị. Rồi, HCM rất là tuyệt vời, ngày hôm nay thì bắt đầu khuyến nghị vào thêm HCM. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi HCM cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của Hùng Lê phân tích ở đây vùng 22, và sau đó thì cổ phiếu này có những cái điểm test tích lũy không gãy. Ở những cái điểm test tích lũy này phải nói là cực kỳ thành công luôn, 21.5. Cực kỳ thành công ở vùng 21.5 không gãy, và lực cầu tiếp tục đẩy cổ phiếu này vượt thoát vùng 22. Như vậy mục tiêu của HCM tiếp tục về vùng 24. Và chúng ta có một cái vùng phân tích ở đây các anh chị này, HCM là bắt đầu phân tích từ cái điểm này. Từ cái điểm này để mô phỏng một cái hình hình hài của cổ phiếu đi lên, đó một cái hình hài của cổ phiếu đi lên rất là dài đúng không ạ? Nó chảy dài theo thời gian. SSI, SSI cũng như vậy, SSI phiên ngày hôm nay thì Hùng chưa có khuyến nghị mua thêm, bởi vì sao? Bởi vì SSI đang ngập ngừng ở cái vùng kháng cự 18. Bản thân thì cái vùng giá mục tiêu 18 thì đã hoàn thành rồi, nhưng cái câu chuyện là từ vùng 18 này thì bắt đầu đi lên được như thế nào thì Hùng đang phải quan sát lại. Có thể là vùng 17.5, 17.5 nó cũng test khá là giống với HCM, và vùng này thì phải xem tiếp là phiên ngày thứ hai có một cái lực cầu để đánh vượt thoát vùng 18.5 hay không, thì lúc đó thì chúng ta SSI cũng sẽ có một trận đánh đâu đó ở khoảng vùng 20. Đẹp không anh chị? Đẹp chứ. Chúng ta phân tích ở tận từ vùng dưới này. Đó, từ những cái vùng thấp thấp 14, 15 ở dưới này, và lần lượt đây từng từng tuần đó các anh chị. Đó, cái này là từng mũi tên từng tuần này. Đó, rồi từng tuần này. Đó, thì nó cứ đi dần lên như vậy, và chúng ta lần mò theo những cái ý đồ tạo lập như vậy. Đó. Chứ không 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 chúng ta không nói phép, khi cổ phiếu này không ở ở vùng 14 thì chúng ta không thể phân tích lên vùng 20 được, đúng không ạ? Nhưng đến thời điểm này thì Hùng Lê có quyền để kỳ vọng nó lên 20. Đó, trên những cái tín hiệu phân tích kỹ thuật. Rồi, SHS, đẹp quá. Đó, anh chị thấy không ạ? Đẹp như tiên luôn. Rồi, SHS phiên ngày hôm nay như vậy là quá là đẹp luôn. Phiên ngày thứ hai có thể có lại, có những điểm test quanh vùng 13. Cân thôi. Những tài khoản mà chúng ta đã cầm nắm từ SHS, từ những cái vùng thấp ở dưới này, từ vùng 11. Chúng ta cân thôi, chúng ta sẽ cân hàng. Và mục tiêu trong nhịp này của SHS ở khoảng vùng 14 đến vùng 15, nhưng mà khả năng xu hướng cao là sẽ nằm ở khoảng vùng 15. Đẹp. Rồi, chứng khoán CTS tiếp tục. CTS thì Hùng đã phân tích cho các anh chị rồi, nó đang có những cái điểm test kỹ thuật ở đây này, và thậm chí là có thể những cái điểm sâu hơn ở đây ở khoảng vùng 7.5 đến vùng 7.6 không gãy thì mục tiêu sẽ tiếp tục đánh lên, lực cầu sẽ có những phiên xuất hiện khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu và kéo CTS, thì mục tiêu tiếp theo của CTS còn sẽ đi về vùng 8.5. Lịch sử tạo lập của CTS thì cũng rất là tởm lợm, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Đó, rồi. MBS, rồi MBS cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị, đang có một tuần
Test tích lũy rất là thành công. Đây là một cái cây nến thành công và sau đó thì CTS tiếp tục đi ở biên 10.7. Đó, 10.7 không gãy và kỳ vọng từ cái vùng này thì CTS cũng sẽ làm nên chuyện. Và cái câu chuyện là nếu mà khi mà CTS vượt thoát vùng 11, nôm na là vượt thoát vùng 11 thì CTS sẽ đi lên khoảng vùng 12. Sau đó thì chúng ta cứ lần lượt chúng ta sẽ đi xây những cái target tiếp theo. Đó, như vậy là nhóm ngành chứng khoán. Thậm chí là Hùng không có phân tích VND, nhưng VND cũng khá là tốt. Đó, VND thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây. Đó, mặc dù là cổ phiếu này Hùng không có phân tích và không có bắt VND, nhưng Hùng chỉ bắt là SSI, HCM, VCI, SHF, CTS và MVS đó, hoặc là FPT, hình như là FTS. FTS cũng khá là tốt đúng không ạ? Đó, đó, đại loại nôm na nó là vậy, nhưng mà dưới góc nhìn của Hùng thì Hùng chỉ bắt được một số thôi, chứ còn nếu mà Hùng bắt được hết tất cả các mã cổ phiếu thì Hùng giỏi quá đúng không ạ? Như thế là cũng là quá tốt cho các anh chị chúng ta đầu tư rồi. Đủ võ rồi. Rồi chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành thép Hòa Phát HPG. Ở hiện tại thì cũng có thông tin là một số các anh chị có bảo là Hòa Phát định giá ở 37 gì đó. Nhưng mà với quan điểm của Hùng thì định giá như nào thì Hùng không quan tâm lắm. Hùng quan tâm đến cái câu chuyện về kỹ thuật. Câu chuyện kỹ thuật thì chúng ta nói đến vùng giá 25.8. Đó, đến vùng 26.3. Khi mà tuần trước đúng không ạ, thì Hùng có nói đến cái chuyện ở đây. Và từ vùng này mà cổ phiếu Hòa Phát tiếp tục tích lũy ổn định ở trên vùng 25.8, chúng ta tiếp tục có một xu hướng hồi phục. Và phiên kết tuần ngày hôm nay thì Hòa Phát đã đánh chạm vùng 28. Và mắc ở trong nhịp này thì đang kỳ vọng ở vùng 29, 29 đến 3X. Như vậy là Hòa Phát hoàn toàn có thể cán vùng 29 đến 3X. Và đến vùng này, và đến vùng này thì tạm thời nữa nhé các anh chị nhé. Đó, về đến vùng này thì chúng ta tạm thời, chúng ta những anh chị đang cầm thì chúng ta chốt đi 50% tỷ trọng và chúng ta sẽ chờ các cái nhịp test kỹ thuật, những cái nhịp test kỹ thuật đó để giúp cho chúng ta dò tìm ở những cái vùng giá vàng. Đó, những cái vùng giá vàng để chúng ta có thể mua lại 50% tỷ trọng và để chúng ta nhận định được là với cái việc một kỹ thuật như vậy thì cổ phiếu đã gãy trend chưa, cổ phiếu còn đi tiếp được không, là đi tiếp thì sẽ đi như thế nào, và lần lượt như vậy chúng ta đi theo. Ok, hoa sen đó, hẳn là các anh chị cũng nhớ cái kịch bản vùng phân tích hoa sen cho các anh chị đúng không? Đó, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Đó, khi mà hoa sen có một cái nền tảng tích lũy ở đây, đó là nền 11.5 đến nền 12, nói rất rõ ở vùng này thoát lên thì chúng ta bắt đầu chúng ta mua và chúng ta xây này, ra xây target đầu tiên ở vùng 14 này, rồi sau đó chúng ta tiếp tục xây target tiếp theo ở vùng 16 này, anh chị thấy chưa? Và đến vùng 16 thì đang có những điểm mà ông đang phải bình tĩnh để xem là đến cái vùng này thì ông chỉnh như nào, ông test như nào và có hay không một cái cây nến xanh ở đây để ngồi để vượt thoát. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật đó thì hoa sen là đang có những điểm rất đẹp, tức là bám biên 16 không gãy và cái tín hiệu dòng tiền của ông đang kỳ vọng là nó luột lại đây một tí nữa rồi. Đó, sau đó thì nó piu nó phi lên một cái này nữa thì đấy là những cái tín hiệu mà sẽ giúp cho Hùng sẽ có thêm những cái định lượng về hoa sen tiếp tục chiến đấu. Đó, tiếp tục chiến đấu. NKG, một số các anh chị thì có đấy, anh chị thấy chưa, Nam Kim đó. Rồi chúng ta xây xong cái target của Nam Kim ở vùng 8.5 và đây là tín hiệu mà bắt đầu nhen nhóm một cái kịch bản là Nam Kim đánh vượt thoát vùng 8.5 thì có thể sang tuần thì cái câu chuyện nó sẽ có một cái nến úp ở đây. Đó, nó có một cái nến úp ở đây này đó, và nó cũng chưa chạy ngay được đâu. Với quan điểm của Hùng như vậy, nó sẽ bình tĩnh và nó sẽ như thế. Và nếu như những cái điểm test ở vùng 8.5 không gãy thì Nam Kim hoàn toàn có thể quay lại về mệnh tức vùng 9.5 đến vùng 10 ở đây. Một số các anh chị có nhắn tin là tiếc quá TLH không mua được nhiều, hôm nay nó CE mất. Tiếc quá, không mua được nhiều, nó CE mất. Thì cái góc nhìn của Hùng về TLH là đây này. Trên tuần Hùng có nói rồi, tức là cái con này nó dễ đi vào một cái kênh trung hạn đó. Và khi mà nó đi vào một cái kênh trung hạn thì chúng ta có một cái khung trời, một cái chân trời mênh mông ở bên đấy. Chúng ta bơi cả ngày, chúng ta bơi không hết. Thì đây này, Hùng ghi chữ M này, 3.6 là trung hạn, tức là đang chờ ở đấy trong hai mũi tên chỉnh này. Mũi tên chỉnh thứ nhất đó là ở khoảng vùng trên một tí và đang
đẹp và đang chờ cái vùng giá mục tiêu thứ hai ở đây để khuyến nghị anh em chúng ta lên thuyền. Và chưa chưa về được đến đó thì em hôm nay em xe rồi, xe thì như thế nào về đến vùng 4.2, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bẻ lại kịch bản là về 3.6, khả năng hơi khó nhưng mà sẽ test lại vùng 4, và từ vùng 4 này thì bắt đầu chúng ta thăm dò thị trọng. Và đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, nếu như mà nó có một cái kênh đi như thế này thì những anh chị em mà xem kênh của Hùng Lê Chứng Khoán Chiến Binh trên từng con sóng thì tiền để đâu cho nó hết, nếu như đúng kịch bản mà TLH nó đi như này. Nhiều lắm, nhiều mã cổ phiếu trung hạn là bây giờ cũng đã ngâm cứu rồi, và những cái mã cổ phiếu trung hạn này thì Hùng sẽ phân tích ở trên Room Zalo trước và sau đó thì sẽ public sau, bởi vì sẽ ưu tiên những tài khoản mà về team trước đấy, đã bao giờ cũng thế, đấy là quan điểm. Còn cộng đồng nhà đầu tư thì Hùng sẽ hỗ trợ ở trên một góc độ là chia sẻ hết mình, nhưng mà sẽ sau một tí đó. Rồi các anh chị, bây giờ là 1:15 rồi, sẽ phải cần đi nhanh qua một số các cái nhóm ngành khác cao su đi. Rồi ship, rồi ship không có gì thay đổi các anh chị, kháng cự 85 giảm vùng này sẽ chỉnh lại, cũng không có gì thay đổi biên của PHR vùng 57 đến vùng 60, và hiện tại thì đang đi ở trong cái biên này và chúng ta quan sát thêm. GVR là một mã cổ phiếu ok, rất thành công, và nói chung là cũng một cái mạch phân tích của ông đây. Và đây chính là cái điểm mô phỏng sớm này, tức là bản thân là bây giờ nó mới xảy ra, nhưng mà những cái điểm mà từ đây vào mô phỏng đến một cái hình vẽ này, đó là kỳ vọng là cổ phiếu sẽ có một điểm đánh vượt thoát 13 bằng một cây nến xanh như này, và những cái hình vẽ này thì nó kỳ vọng từ những cái điểm rất là sớm ở trước này, và đến thời điểm này thì nó mới thực hiện được, và trong tuần này thì đây chính là cây nến này, đấy cây nến này chính là cây nến này đó. Và khi mà nó vượt thoát được cái vùng 13 thì đương nhiên rồi, mục tiêu của chúng ta sẽ là 14. Vượt thoát vùng 14 thì rất có thể kỳ vọng trong nhịp này sẽ đánh về khoảng vùng 15 đến vùng 15 đến vùng 15.5. Đó, thì Hùng sẽ chờ đến khi mà cổ phiếu này chạm vùng 14 và sẽ xem là cái điểm xây ở vùng 14 này như thế nào. Đó, điểm xây vùng 14 như thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục đi xây cái target tiếp theo, tức là quan điểm Hùng là dữ liệu kỹ thuật để giúp Hùng lần mò theo những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu. Đó. DRC cũng như thế nào nhỉ? DRC là mục tiêu của chúng ta là lên vùng 22. Cây nến này chưa lên được 22, các chị lên mới lên được 21 thôi. Thì DRC là cũng có phân tích ở đây này, từ cái vùng 17 đến vùng 17.5, và sau đó mục tiêu là lên vùng 19.5 đến vùng 20. Vượt thoát 20 thì chúng ta sẽ có mục tiêu lên vùng 22, và DRC sau khi chạm vùng hơn vùng 21 một tí thì trong tuần vừa qua là nó đánh tương đối là tích cực đấy, lên đến thế này mà nó không nhún ga thêm được một tí nữa, đúng không ạ? Và em này em ấy lại quay về lại vùng 20, không sao cả, sẽ test cung lại ở vùng 20 cho đến khi dòng tiền hết cái giai đoạn đi ngang, tích lũy đi ngang, và dòng tiền bắt đầu quay trở lại vào DRC thì lúc đó sẽ có những cái cập nhật tiếp theo cho các anh chị. Nhóm ngành thủy sản MPC. MPC thì sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 32, hiện tại là cổ phiếu đang có những điểm suy yếu và đang có những cái điểm test. Tín hiệu đường MACD đang cắm đầu đi xuống, dòng tiền đi ngang, cổ phiếu thiên về kịch bản chỉnh giảm. ACL nó thiên về cái đầu cơ nên Hùng cũng không có phân tích, nhưng những tài khoản mà chúng ta đang quan tâm thì quan tâm ở vùng 14. VHC như vậy là đó, sau khi mà cổ phiếu VHC là kỳ vọng ở 45, 43 ở đây này, và như vậy là cổ phiếu này đã không thể vượt thoát được vùng 43, tín hiệu kết tuần như này là xấu. Và với tín hiệu của VHC này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại cung. Test lại cung ở khoảng vùng 39, vùng 40 trước khi mà hình thành cái xu thế tiếp theo. CMX xấu rồi các anh chị. Những cái tín hiệu lình chỉnh đi ngang như thế này thì nó hơi xấu. Và nó sẽ kiểm tra lại cung cầu ở đâu đó khoảng vùng 16 đến vùng 16.5 đây. Tức là lại test lại cung ở cái vùng này, 16 đến vùng 16.5. FMC cũng như thế này là xấu. Vì sao? Bởi vì cổ phiếu FMC sau khi mà chúng ta đã nói đến cái vùng giá mục tiêu ở vùng đây, ở vùng 34,
Và nó phải có những cái điểm test trả lại cung không gãy vùng 34 thì như vậy nó mới khá là ok. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì rất có thể FMC sẽ test lại ở đây ở khoảng vùng 32.5, sâu nhất ở khoảng vùng 32.5 anh chị nhé. 32.5 không gãy thì khi đó chúng ta mới có những cái câu chuyện tiếp theo. ANV là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư ở trong cái nhóm thủy sản. Vùng giá mục tiêu của ANV đó là vùng 20 thì đã hoàn thành. Và sau khi hoàn thành xong thì ANV đang có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Từ những cái điểm test kỹ thuật này nó không gãy ở vùng 20 18 và sau đó lại đánh lại vùng 20, và chúng ta chờ xem có hay không một cái cây nến xanh để kéo qua vùng 20 thì hôm nay kết phiên ở 20.1 với lực cầu tương đối ổn. Chờ phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba nếu như mà vẫn trụ được ở trên này thì chúng ta sẽ kỳ vọng lên vùng 22, không trụ được thì các anh chị cũng có thể canh để chúng ta chốt cổ phiếu ANV. TCM dệt may duy nhất, chỉ phân tích duy nhất một mã cổ phiếu vùng hỗ trợ trong cái nhịp này hiện tại 22 và vùng kháng cự ở vùng 26 và kỳ vọng đang đánh một nhịp từ vùng 22 đến vùng 26. Cổ phiếu mía đường QNS đây QNS sẽ xây điểm hỗ trợ ở đây, hình thành một cái vùng hỗ trợ 33 và hình thành một cái vùng kháng cự ở đây đó là 36, thì ở xu hướng thì có thể là trong cái thời điểm hiện tại chưa có nhiều động lực thì QNS sẽ có những điểm đánh ngang đánh ngửa ở đây. Nếu như gãy 33, những tài khoản nào đang cầm chúng ta sẽ bán, bởi vì như vậy là xu thế nó sẽ bị xấu. SLS mía đường Sơn La mục tiêu là đi về vùng 8x. Trong tuần này hoàn thành luôn vùng 8x. Ok. Đó thì đó các anh chị thấy không ạ? Từ những cái vùng đâu đó sâu sâu ở dưới này vùng 50 60 đây và lần lượt thì đi phân tích cho các anh chị, đó, đi xây những cái target như vậy. Và nhìn trên trend tuần thì hoàn toàn có thể là SLS sẽ đi về vùng đây là đang để ở khoảng vùng 100. Thì tín hiệu kỹ thuật ở vùng 8x nó sẽ như thế nào? Nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây thôi. Đó thì cái mâm test kỹ thuật của nó ở đây thì nó cũng sẽ khá là đơn giản. Đó, nôm na đây, và sau đó thì có hay không một cây nến xanh ngồi ở đây để đưa SLS tiếp tục đi lên thì đó cũng sẽ căn cứ vào tín hiệu kỹ thuật. LSS mã cổ phiếu này thì mã cổ phiếu là khuyến nghị đầu tư. Thế thì đầu tư một số anh chị em là mua ở 6 chốt ở 7 rồi làm 15%, ngon dì dị luôn. Còn mục tiêu của chúng ta ở đây vẫn là vùng 7.5. Đây bây giờ là đang đấy, khi về đây này cái mũi tên này là mô phỏng câu chuyện là về đến 7 nó sẽ test cung thì đâu đó khả năng là sẽ dò lại vùng 6.5, khả năng vùng 6.5 sẽ bắt đầu mua lại, về đến 6 thì khả năng khó. Vùng 6.5 sẽ bắt đầu trao lại em này, chốt rồi và bắt đầu trao lại 6.5 với mục tiêu 7.5, cứ như vậy thôi. Chạm kháng cự chúng ta bán, chạm hỗ trợ chúng ta mua. Cái nguyên lý cùng nó đơn giản như vậy. SBT đã khuyến nghị anh chị em trong team lên thuyền hết rồi, và trong team của Hùng Lê thì hiện tại là gần như là mua hết rồi, ai mà quyết định mua theo khuyến nghị của Hùng Lê thì đã mua hết rồi và đã hoàn thành 3 điểm mua 30%, 50% và 20%. Mục tiêu ở đây bây giờ sẽ là vùng 16.5, sẽ là cái vùng phân kỳ của nó, và những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu sẽ bắt đầu từ vùng 16.5. Vượt thoát được vùng 16.5 đến vùng 17 thì khi đó cũng sẽ đi xây target của em này, nhưng em này thì khả năng là cũng không đi xa được đâu. Nôm na nó chúng ta chỉ làm khoảng 5 đến 10% thôi là chúng ta tóm lượng. Phân tích tiếp mã cổ phiếu nhóm ngành Viettel VGI, rất nhiều những anh chị quan tâm, không phân tích cái là cuối tuần lại hỏi thôi, cố gắng. VGI vùng kháng cự 29 và vùng hỗ trợ ở đây là bao nhiêu ta? Vùng hỗ trợ ở đây là vùng 26, nói chung là cũng chưa có gì đột biến. Rồi, duy nhất cái mã cổ phiếu CTR thì khả năng cái game thoái vốn thì nó sẽ ưu ái hơn, nhưng mà trên góc độ kỹ thuật thì em này em mới chỉnh vùng mục tiêu 45 hoàn thành kéo qua thì khả năng sẽ có những điểm lình xình quanh đây thôi, và sẽ đánh lên ở khoảng vùng 47 đến vùng 48 trong tuần nữa các anh chị, gần lên được, nói chung là khoảng lên được khoảng tầm này. Rồi lên đến tầm đó thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta đi phân tích thôi, chứ chúng ta cũng không nên phân tích sớm quá làm gì, nhưng mà cái cách đi của nó sẽ là như vậy. Có thể về đây thì sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật, và có hay không một cái câu chuyện thần kỳ vượt thoát ở đây thì sẽ chờ các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo cũng sẽ cập nhật lên dung. Rồi nhóm ngành cảng biển đi, VSC
sẽ phân tích nhanh qua. Rồi các anh chị, VSC là một mã cổ phiếu mà cũng phân tích dài cùng với chiều dài của thời gian của chúng ta. Ở mục tiêu vùng 37, sau đó cập nhật lên vùng 4x40, và như vậy thì vùng 40 của chúng ta cũng đã hoàn thành. Và khi hoàn thành thậm chí là còn lên 42 các anh chị, 42 rồi. Thì chúng ta đừng có vội vàng gì cả. Đó, những anh chị nào mà cứ đua theo như thế này là chúng ta vô tình dung là chúng ta sẽ bị mua phải những cái giá cao. Và chúng ta sẽ chờ vùng giá 4x sẽ tích lũy, và có tích lũy thành công hay không và có đi tiếp được hay không thì các anh chị chờ các tín hiệu của Hùng. Một là sẽ chờ trên bản tin phân tích tuần, hai là trên room Zalo, Zalo chuyên sâu và Zalo cộng đồng thì Hùng sẽ có share một ít lên đó. Cổ phiếu HAH cũng là một mã cổ phiếu hoàn thành vùng giá mục tiêu 14, và có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Thì cái câu chuyện là khi mà đó, cái ý nghĩa của cái câu chuyện là chạm kháng cự chúng ta chốt đi 50% nó rất là quan trọng. Không ai biết được cái câu chuyện như thế này cả. Sau khi mà nó lên được đến cái vùng này thì Hùng sẽ dự báo là test lại cung 14, nhưng mà hôm nay là test gãy cung 14. Với việc mà test gãy cung 14 thì bao giờ nó cũng sẽ sâu hơn ở dưới này. Đó, câu chuyện là khi nó đã gãy cung như vậy thì khi chúng ta chốt được ở vùng đấy, vùng 14 rồi, thì chúng ta sẽ sẵn sàng 13.5 chúng ta mua lại, đúng không ạ? Phần chúng ta chốt có thơm không anh chị? Thơm chứ. Và chúng ta sẵn sàng về giá vốn. Đó, như vậy là chúng ta có thể về đến vùng 13.5, chúng ta đón ở dưới này, chúng ta nơm lại toàn bộ cái hàng chúng ta là chốt, như vậy chúng ta lãi 0.5. 0.5 chia cho 14. Đấy, ví dụ như vậy. Ra xem được bao nhiêu phần trăm, chắt chiu những cái cơ hội rất nhỏ ở trên thị trường chứng khoán. Zmanet GMD là một mã cổ phiếu mà kỳ vọng vào câu chuyện, rất nhiều câu chuyện kỳ vọng về GMD. Tuy nhiên, kỳ vọng là một câu chuyện, nhưng các vùng hỗ trợ và các vùng kháng cự, đó, vùng giá mục tiêu của GMD trong nhịp này đi về vùng 25.5 đến vùng 26. Trong tuần thì đã có những điểm suýt soát vùng 25.3, tức là chỉ cách tí tẹo mà thôi. Và cây nến này là cây nến mà cảnh báo nhận diện là cái lực đi của cổ phiếu nó bị kém đi. Và khi mà nó bị kém đi rồi thì nó sẽ có xu hướng test lại cung. Và cái vùng cung ở đây là cũng đang chờ lại ở vùng 23.5, vùng 24 không gãy thì cổ phiếu lại công lại vùng này. Đó, nhưng mà nếu mà nó gãy rồi thì làm sao mà công được tiếp, đúng không ạ? Tức là ví dụ như ở giữa hoang mạc á, đang rất là khô hạn thì chúng ta cần phải có nước để chúng ta sống nữa, để chúng ta đi tiếp. Còn bây giờ nó chết, chúng ta không có nước thì chúng ta còn nói gì đến câu chuyện sống nữa. Thì phân tích cổ phiếu nó cũng sẽ là như vậy. CCL là một mã cổ phiếu cũng trong cái nhóm ngành này, nó mang tính đầu cơ cao, thì bây giờ đang ở vùng 8.5. Cơ bản là sẽ test lại rồi. Kiểu này nó sẽ test lại 8. Dễ test lại 8 lắm. Đó. VNA thì đang ở quanh vùng 3.2, 3.3. Em này thì chúng ta nhìn ở trên góc độ tuần một tí các anh chị. Đó. Đó, nhìn ở trên góc độ tuần thì chúng ta nhìn thấy là cái vùng ở đây là vùng 3 chấm đây này, rất là đẹp. 3 chấm rất là đẹp. Rồi. Chúng ta phân tích nhóm ngành phân bón luôn, BSC. Hiện tại trong cái nhóm ngành phân bón thì trong các nhóm ngành thì cũng đánh giá rằng nhóm ngành phân bón vẫn đang còn những cái dư địa để tăng. Và BFC trong lịch sử tạo lập thì BFC cũng đi những cái sóng cực kỳ dài. Và bản thân khi mà phân tích BFC ở vùng 11 thì cũng đã kỳ vọng một cái sóng dài của BFC. Còn trong cái thời điểm hiện tại đó là phải hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 18 đã. Hoàn thành vùng giá mục tiêu 18 xong thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh trang về mặt kỹ thuật. Và trên góc độ về cách chỉnh của BFC như thế này thì BFC đã lấy đà ở trước vùng 18, lấy đà trước vùng 18 để đi thì rất là kỳ vọng là BFC sẽ đi tiếp. Đó, BFC sẽ đi tiếp thì những tài khoản mà chúng ta đang cầm nắm hoặc đang giữ BFC ở những cái vùng ở giá thấp thì chúng ta có thể canh, sẽ thêm 1 đến 2 phiên test nữa của BFC. Chúng ta sẽ kiểm tra xem và rất là kỳ vọng ở trong nhịp này cổ phiếu BFC sẽ đánh về vùng 18, vượt thoát vùng 18 thì khi đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo. Rồi Đạm Cà Mau phiên ngày hôm qua thì Hùng khuyến nghị là lực cầu quay trở lại và khuyến nghị các anh chị là cân hàng ở vùng 12 để chúng ta đánh một cái nhịp sổ số, bởi vì Đạm Cà Mau là chúng ta đã có những cái phân tích từ sâu ở dưới này rồi, bây giờ chúng ta không lịch lật lại nữa. Và cái nhịp sổ số này thì đâu đó ở khoảng vùng 14
đến vùng 14.5 thì nó ở đây đánh một cái nhịp xổ số từ đây lên đến đây, như vậy là cũng up được khoảng tầm độ 15% nữa, thì nói chung là cứ khoảng tầm trên 8% là thơm lắm rồi các anh chị, chứ đừng nói câu chuyện 15%. Rồi Đạm Phú Mỹ, Đạm Phú Mỹ thì chưa khuyến nghị thêm, bởi vì Đạm Phú Mỹ là bây giờ đang ở trong một cái biên, 17 đến vùng 18 thì chúng ta cần quan sát thêm. Rồi chúng ta phân tích một số các mã của nhóm đầu tư công PLC. PLC hiện tại là chưa chưa vượt thoát được, chưa vượt thoát được quý vùng vùng 24 ở đây, và trong cái mục tiêu xây dựng của PLC thì vẫn là vùng 26. Bây giờ vùng 22 trở thành cái vùng kháng hỗ trợ của PLC, chúng ta sẽ chờ thêm ở đây. Mã cổ phiếu C4G thì C4G. C4G thì sau khi mà lên đến vùng 9.5 này thì cũng đang khuyến nghị chốt rồi. Bởi vì chúng ta view lại tổng cục một tí, đó là nhóm đầu tư công, nhưng mà em này thì như là đấu thầu bị trượt, và như vậy là cái dư địa để đi tiếp nó không còn, nên là các anh chị từ tuần sau thì cũng sẽ không phân tích cái mã này nữa. VCG chúng ta xem nào. VCG thì đi ngang ở vùng 40 này thôi, cũng không có gì cả. IDC là một mã cổ phiếu mà đang có nhiều hiệu ứng nhất, và chúng ta vẫn còn có thể cày cuốc ở trên mã này. IDC thì cũng phân tích ở vùng 19, 19.5. Và vùng giá mục tiêu 22, sau đó thì bây giờ là đang phân tích lên một vùng giá mục tiêu 26. Từ vùng đây từ vùng 22.5 phân tích mục tiêu lên vùng giá 26, và IDC thì hoàn toàn có thể kỳ vọng trong nhịp này là lên 26. Tạm thời như vậy đã, nói chung là lên đến vùng 25 26 là cũng chốt được rồi. Vật liệu xây dựng chúng ta có mã cổ phiếu KSB. KSB là đã hoàn thành cái vùng giá kỳ vọng rồi, hoàn thành cái vùng giá kỳ vọng 32. Sau đó thì cổ phiếu đang có những cái điểm test, sau khi mà kéo lên lên thì đang có những cái điểm test, thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng là em này em sẽ giữ được ở cái vùng khoảng khoảng vùng giá 30.5 các anh chị, 30.5 đến vùng 31. 30.5 đến vùng 31 ở đây, và kỳ vọng như vậy để cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát lại vùng 32. Sau đó sẽ lên vùng 34 đến vùng 35. Ok, DHA. DHA thì đây đang có những cái điểm test, test khung này là ổn. Nói chung là không gãy vùng 40. Không gãy vùng 40 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có một cái hành trình mới đối với DHA. Ngược lại gãy vùng 40 thì nó sẽ hơi khó, và nhịp này nó sẽ đi lại vùng 45, 45, 44, 45, và DHA cùng với KSB là hai anh em ruột thịt của nhau. Cổ phiếu Hà Tiên 1 HT1 thì đến như vậy là trong tuần này thì HT1 đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở trong những cái nhịp phân tích của Hùng, đó là vùng giá 17. Và sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu 17 thì HT1 sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây, những cái điểm test kỹ thuật sâu thì sẽ test lại vùng 16 và quanh quanh vùng 16 đây. Đây là những cái ba phiên test đẹp, và phiên kết tuần phiên ngày hôm nay thì đang đưa lại cổ phiếu về vùng 17, và có hay không một câu chuyện là HT1 sẽ thoát biên thoát tục vùng 17 để đi về vùng 20, 19, 20 gì đó. Nói chung nôm na nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật, và hiện tại trong team của ông Lê thì sau khi chốt thì cũng đã bắt đầu cover lại hàng. Cover lại hàng ở vùng 16.5, 16.6, nói chung 16.7 đó. Trước trước cái điểm chỉnh kỹ thuật này bắt đầu cover lại. Rồi phân tích mã cổ phiếu PTB. PTB thì cũng đã có những cái phân tích kỹ thuật ở vùng giá 55 ở đây, và kỳ vọng từ vùng 55 này thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test kỹ thuật, những cái điểm test kỹ thuật ở đây, không gãy vùng 55, và từ vùng 55 này thì cổ phiếu này sẽ đi về đâu đó khoảng vùng giá 60 đến vùng giá 65. Xây cái target 60 trước đi, và sau đó thì chúng ta chờ vùng 60 này thì chúng ta sẽ xây vùng 65 sau. PTB là một mã cổ phiếu liên quan đến ngành ngành gỗ. CSV cũng đã có những điểm mua thêm ở vùng 27 và vùng giá mục tiêu 28 thì CSV đã hoàn thành.
Hoàn thành ở vùng giá 28 rồi và đang có những cái điểm test kỹ thuật ở đây thì hoàn toàn có thể trong cái nhịp này chúng ta hoàn toàn kỳ vọng CSV sẽ đánh về vùng 3x. Thực ra là trong tuần phiên trong tuần này là đã có những phiên gần chạm 3x rồi nhưng mà không 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 ấy được và không giữ lại được và sẽ đánh về khoảng vùng 30 31 gì đấy. Nói chung là nhịp này sẽ đi về vùng 31 và CSV thì vẫn là một mã cổ phiếu rất là đẹp và đó, nói chung là sẽ đi về đây. Về đây và những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm CSV thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, chúng ta có thể cầm nắm tiếp. Mã cổ phiếu BMI, BMI là một mã cổ phiếu mà khuyến nghị phân tích đầu tư và vùng giá mục tiêu 29 thì đã hoàn thành và khi mà cổ phiếu này hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 29 ở đây thì đang có những cái điểm bám biên. Những cái điểm bám biên này về góc nhìn kỹ thuật là đẹp. Đó, những cái điểm bán biên này về góc nhìn kỹ thuật là đẹp và sau những cái điểm bán biên đó thì sẽ có những cái điểm đánh thì vùng kỳ vọng tiếp theo vùng ở vùng giá 32. Đối với BMI và BMI thì thường cái cách đi của cổ phiếu là đánh rất là sốc sau khi những cái phiên đánh lình xình đây và sau đó thì chỉ có hai cái nến thôi. Đó, một cây nến như thế này và một cây nến là hoàn thành thôi, nó chỉ sắp hai cái nến thôi. Đó, cái cách đi của Bình Minh là như vậy, tính cách của con người nó là như vậy, cổ phiếu nó là có tính cách các anh chị. Cổ phiếu CVT là một mã cổ phiếu mà phải nói là không không có gì thành công hơn cả. CVT hoàn thành vùng giá mục tiêu 22, sau đó thì đã cán lên tận 24 đó và sau đó thì đã có những cái điểm test cung lại thì với kịch bản của CVT một số các tài khoản của anh chị của Hùng Lê đã chốt rồi và chúng ta chốt xong rồi thì chúng ta sẽ canh để chúng ta cover lại hàng thôi. Những cái điểm test kỹ thuật của em này không gãy vùng 22 như thế là đẹp. Phiên này cũng là một phiên test khá là đẹp ở vùng 23 22.5 này. Thì đây là những cái vùng mà khi mà chúng ta chốt được ở những cái vùng cao thì chúng ta sẽ cover lại hàng ở đây vùng 22.5 rất là đẹp. Với một lực cầu thấp như này thì chúng ta sẽ chờ xem cho những cái mã những anh chị nào out thì out nốt đi và sau cái sự out nốt đó thì rất có thể CVD trong nhịp này sẽ tiếp tục kéo và CVT sẽ là một mã cổ phiếu mình sẽ tiếp tục phân tích các cái điểm mua gom mua thêm. Mục tiêu không cẩn thận là trong nhịp này với lực đánh như này là CVT hoàn toàn có thể kỳ vọng lên vùng 3x. Thậm chí nó cao hơn và chúng ta sẽ đi phân tích từng cái target tiếp theo và các anh chị muốn cập nhật được những cái phân tích target đó thì Lê cũng mời các anh chị về để mà đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS. Rồi bây giờ bao nhiêu rồi, 1:36 rồi, như vậy là chúng ta còn nhóm nhóm nào chúng ta chưa phân tích được nhỉ? Nhóm dược là một này, nhóm cổ phiếu ngành khu công nghiệp là hai này, nhóm cổ phiếu ngành điện là ba này. Đó, tạm thời ba nhóm này chúng ta sẽ chưa phân tích được thì những anh chị em nào quan tâm đến những cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành này thì vui lòng comment ở dưới bản tin cũng sẽ có những cái phân tích chi tiết cho các anh chị. Và bây giờ phần thời gian 10 phút cuối cùng thì cũng sẽ dành để chúng ta nói về thị trường chung của tuần sắp tới. Rồi ok các anh chị, đối với chỉ số VN Index thì phiên kết tuần là một phiên rất là đẹp khi mà tạo lập kéo kéo Sapeco, kéo VIX. Đây, tạo lập kéo Sapeco, kéo VIX, kéo Mansan và kéo G, có thể là G và công thương để lấy điểm số của thị trường, tức là để đưa điểm số của thị trường vượt thoát mốc 920 điểm và đóng cửa 924 điểm. Trong những cái phân tích định lượng thì trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là VN Index của chúng ta sẽ đánh vượt thoát về vùng 930 điểm, mạnh hơn sẽ là ở vùng 945 điểm. Đây là các cái phân tích dự báo sớm trên cơ sở kỹ thuật, đó là các cái vùng hỗ trợ của thị trường không gãy, đó là vùng 900 đến vùng 910 điểm. Đó, và VN Index có 2 tuần tích lũy ở dưới vùng 880 điểm, 2 tuần tích lũy ở trên vùng 900 điểm rất là thành công. Thì đấy là những cái yếu tố kỳ vọng để giúp cho chúng ta có thể có những cái định lượng kỳ vọng là thị trường sẽ đánh về vùng 930 đến 945 điểm. Và với việc là kết tuần như thế này, tạo lập tiếp tục kéo, tức là tạo lập chưa muốn thị trường chết, thì cái câu chuyện là tạo lập chưa muốn thị trường chết thì nó có nhiều cái ý đồ khác nhau, nhưng chúng ta sẽ lần mò theo những cái ý đồ tạo lập đó để chúng ta có được những cái định lượng ở trong các cái quá trình phân tích. Ví dụ khi chúng ta nhận diện thấy thị trường xấu thì chúng ta hạ tỷ trọng, nhưng khi chúng ta thấy những cái tín hiệu kỹ thuật tốt lên thì chúng ta hoàn toàn chúng ta tăng tỷ trọng. Đấy, cái cách thức cùng là như vậy. Đó, thì đã bắt đầu phiên ngày hôm nay cũng nhận diện thấy một số các tín hiệu kỹ thuật đã ổn dần lên nên đã bắt đầu khuyến nghị mua tăng tỷ trọng một số các mã cổ phiếu, và mã nào mua mới thì chúng ta mua mới, còn những mã nào chúng ta đang nắm thì chúng ta khuyến nghị mua thêm. Ví dụ như GEG
Đó, GEG thì cũng không phân tích được ở trong nhóm điện, nhưng mà đó, ví dụ GEG ngày hôm nay tăng thêm tỷ trọng. Rồi, ngày hôm nay Liên Việt Postbank tăng tỷ trọng, đó các anh chị, thì cái cách thức nó là như vậy. Ngày hôm nay HCM tăng tỷ trọng, rất nhiều các mã cổ phiếu tăng tỷ trọng ngày hôm nay. Thì cái mục tiêu của VN Index của chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ test lại vùng, chúng ta sẽ kiểm tra lại ở vùng 920 điểm. Khả năng là thị trường của chúng ta cũng sẽ chưa chạy được ngay, tức là nó sẽ hình thành một cái nón úp như này, như cái cách mà chủ Hùng phân tích về cổ phiếu. Và sau đó thì sẽ có thêm cái dữ liệu của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng về thị trường trong những cái xu hướng tiếp theo đó. Và trên góc độ của VN Index thì phiên ngày hôm nay là phiên kéo trụ nên Hùng không kết kết lắm đó, không kết lắm, nên sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Đối với chỉ số VN30, chúng ta đã phân tích ở góc độ là cái vùng mà chỉ số VN30 hướng đến, đó là vùng 870 điểm đến vùng 880 điểm. Đây là cái vùng kháng cự tiếp theo của chỉ số này. Và chỉ số này có một cái vùng hỗ trợ, đó là vùng 848 điểm. Đó, các anh chị có thể thấy trong những cái bản tin phân tích tuần của Hùng á, là Hùng đã đề cập bắt đầu từ những cái tuần trước đây, là Hùng đã đề cập đến cái vùng 848 điểm là cái vùng đệm rất là quan trọng, để giúp cho chúng ta định lượng là nếu như thị trường của chúng ta vẫn nằm ở trên cái vùng 885 điểm, à 808 VN30 trên 848 điểm, thì chúng ta vẫn còn ok, vẫn còn chiến đấu được. Đó, thì câu chuyện nó là như vậy. Và trong tuần và kết tuần như vậy thì là chỉ số này đi vào vùng kháng cự mạnh, đi vào vùng kháng cự mạnh. Và đi vào vùng kháng cự mạnh thì như thế nào? Thường là thị trường nó sẽ vật vã ở trong cái biên kháng cự mạnh này thêm thời gian đó, để kiểm tra, để hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng, và nó sẽ cần thêm những cái nhân tố mới đó để chúng ta để chúng ta có được những cái lực đánh tiếp theo đó. Đối với VN30, đối với chỉ số VN30 F1M thì chỉ số phái sinh, thì chúng ta thấy rằng là trong thời điểm hiện tại là cái dòng tiền đang tập trung sang mảng CF rất là nhiều. Vì sao? Bởi vì chúng ta có những cái mã cổ phiếu nó tăng rất là tốt, HCM, SSI, SHH, những cái mã ngành, rồi những mã ngành xây lắp đánh rất là tốt, nên là dòng tiền đang tập trung về mảng cơ sở. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái dòng tiền ở trên trên thị trên 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 phái sinh nó đang kém đi rất là nhiều. Chính vì vậy nên là thời điểm hiện tại thì phái sinh nó cũng không có nhiều ý nghĩa trong cái câu chuyện lái thị trường cơ sở đó. Đó, không không có nhiều ý nghĩa trong cái câu chuyện là lái thị trường cơ sở. Thì đối với phái sinh, đồng có phân tích cái vùng kháng cự ở đây là vùng 870 điểm. Đó, các anh chị thấy một tuần gần như là nó cứ đi vật vờ quanh những vùng 870 điểm, và kết tuần thì đang ở 871.6 điểm. Thì đối với chỉ số phái sinh á, thì mốc 1870 điểm và mốc 2 ở vùng 900 điểm. Nó sẽ song trùng với VN30 ở mốc 1 ở vùng 870 đến vùng 880 điểm, và mốc 2 của VN30 nó ở đâu đó khoảng vùng 910 đến 920 điểm, và nó cũng song trùng với mốc 2 của VN Index ở vùng 945 điểm. Đó, thì tọa độ của ba cái chỉ số này thì nó sẽ có những cái sự hội tụ như vậy, nó sẽ có những cái liên hệ như vậy. Đó. Thì đối với chỉ số phái sinh thì cũng sẽ quan sát tiếp ở trên biểu đồ M5. Đối với phái sinh thì đó, thì cái câu chuyện là vùng 872 điểm ở đây có hay không, một cái câu chuyện là nó sẽ có những cái kịch bản đánh các anh chị, nó sẽ có những cái kịch bản đánh, có thể là nó sẽ dùng trụ kéo lên, hoặc là dùng tiền kéo phái sinh lên, kéo lên khoảng vùng 865 đến 865 70 điểm, 870 75 điểm, sau đó đạp lại một phát về vùng 870 điểm không gãy, và sau đó thì kéo vun vút lên như này. Đó, vậy thì cái kịch bản này là kịch bản trong ngày, nó diễn ra trong ngày giao dịch, trong phiên giao dịch, trong từng phút giao dịch, và căn cứ những cái tình hình thực tế đó thì cũng sẽ có thêm những cái định lượng. Rồi, như vậy là bản tin phân tích định lượng thị trường tuần thứ hai của tháng 9 thì đến đây là hết. Ông Lê xin kính chúc cả nhà của chúng ta có 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình, và không quên ủng hộ ông Lê, không quên ủng hộ công ty cổ phần chứng khoán VPS. Và trong tuần vừa rồi thì công ty chứng khoán VPS đón một cái tin rất là vui, lên top 3 trên thị phần trên sàn HOT, top 1 trên thị phần trên sàn HNX và trên sàn Upcom đối với mảng cơ sở. Còn đối với chứng khoán phái sinh thì vẫn là số 1 các anh chị nhé. Đó, thì vì sao mà VPS lại có được những thành công như vậy, thì chắc chắn rằng tại công ty chứng khoán VPS đang có những chính sách tốt nhất dành cho khách hàng, đang có những chính sách
tốt nhất dành cho những người đang làm việc như Hùng Lê, để Hùng Lê cống hiến hết mình, cống hiến vì chính mình cái đã, và sau đó cống hiến vì công ty. Đó thì ở VPS có những cái câu chuyện như vậy, và Hùng Lê cũng kỳ vọng rằng trong một cái thời gian ngắn, trong một thời gian sắp tới thì VPS sẽ tiếp tục khẳng định được cái vị thế ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và sau đó thì sẽ vươn lên những cái top cao hơn, nó sẽ vươn lên top cao hơn, và đấy cũng là động lực cho những con người như Hùng Lê sẽ làm việc mệt mài, làm việc cống hiến và làm việc hết mình. Rồi để cung cấp những cái góc nhìn tốt nhất, ok nhất để cho đến với cộng đồng nhà đầu tư, và rất mong là các anh chị luôn luôn ủng hộ, luôn luôn đồng hành cùng với Hùng Lê. Thân ái, chào tạm biệt.